chương 1320, tranh giành linh thạch. Lần thứ nhất dùng cuồng giã huyết linh đan, hắn suýt chút nữa bị bể mất, nhưng lần này, hắn rõ ràng không có vượt qua một cảnh giới nhỏ, theo lý mà nói thể phách cũng không thay đổi, nhưng rõ ràng năng lực chịu đựng tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, sau dục hỏa trùng sinh, thể phách của hắn quả thật có tăng lên. Nếu như nói trước hắn đi chính là con đường cương mãnh vậy hiện tại liền gia nhập tính dai, ở thời điểm chịu đựng thương tổn, không còn là gắng gượng chống đỡ, mà như đại dương có thể hải nạp bách xuyên nước nắm giữ sức chịu đựng vô hạn hỏa làm sao không phải a à, một bên khác con thỏ thì kêu thảm thiết không dứt hắn cũng cắn cuồng dã huyết linh đan dù cho tiểu tháp dịch động lực lượng hắc tháp chân áp nhưng chuyện này chỉ có thể bảo đảm hắn không chết huyết nhục nên bể vẫn sẽ bể thống khổ nên chịu đựng vẫn sẽ chịu đựng lang hàn không có kêu một tiếng thứ nhất hắn đã ăn qua cuồng dã huyết linh đan một lần thứ hai thể phách của hắn lên một nấc thang cái này đã ở trong phạm vi hắn có thể chịu đựng, lực lượng của hắn bành trướng, mà ở dưới luân hồi thụ, hắn lĩnh ngộ quy tắc cũng hoàn toàn theo kịp cảnh giới. sau ba ngày, lăng hàn đột nhiên mở mắt ra, tiểu cực vị hậu kỳ, rất tốt, ngoại trừ hiện tại hình thể có chút không đúng, thì tất cả đều thuận lợi. ai? lăng hàn thở dài, lúc không có người hắn tự nhiên khôi phục nguyên trạng, để hắn thật không quen a. À. hơn nữa, thật giống như công năng này cũng thoái hóa. lăng hàn cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ khóe miệng co giật. Vạn nhất hung bà nương kia muốn đẩy ta, ta chẳng phải là năng lực bị đẩy ngã cũng không có sao. Hắn thở dài, quyết định đi ra ngoài trước, dù sao phải qua ba tháng nữa hắn mới có thể tiến hành hỏa luyện lần thứ hai. Mẹ kiếp, cái này là vận may gì a? À. Chỉ là hắn vừa ra hắc tháp, liền gặp một khối tinh thạch to bằng bàn tay nằm ở trước mặt. Đây là giới linh thạch, lang hàn nghe con thỏ tỉ mỉ miêu tả qua dáng dấp của giới linh thạch, bởi vậy, chỉ liếc mắt nhìn liền có thể kết luận đây chính là giới linh thạch hơn nữa lại to bằng bàn tay thực sự là kinh người nói như vậy có thể lấy được cỡ ngón út liền vô cùng tốt to cỡ trứng gà quả thực đi vận khí cước cho huống chi hiện tại to bằng bàn tay ngay cả cường giả tinh thần cảnh thấy cũng sẽ không nhịn được động tâm nếu ta là ngươi tuyệt đối sẽ không đưa tay lấy mà lập tức rời đi một thanh âm đột nhiên vang lên truyền tới trong tai của lăng hàn cực kỳ lạnh lẽo mang theo sát khí mãnh liệt ra hắc tháp lăng hàn tự nhiên hóa thành hình thể người thường hắn theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một thanh niên đang đứng ở cách đó không xa ánh mắt theo dõi giới linh thạch dưới chân hắn đây tuyệt đối là sinh linh của thần giới không có loại cảm giác hoàn toàn không hợp kia lăng hàn không khỏi nở nụ cười nói tại sao bởi vì đó là đồ vật ta nhìn chúng nếu như ngươi tranh giành với ta chỉ có bị ta giết chết mà thôi người trẻ tuổi lạnh lùng nói há ngươi là muốn cướp đồ vật của ta sao lăng hàn nói người trẻ tuổi kia khinh thường xì một tiếng Hiện tại khối giới linh thạch này chỉ là vật vô chủ, cũng không có rơi xuống trong tay ngươi, sao nói cướp đồ vật của ngươi. Thiên tài địa bảo, vốn là người thực lực mạnh được. Thân thể lăng hàn cúi xuống, nhặt giới linh thạch lên, cười nói. Hiện tại đến trong tay ta, vậy làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi kia không khỏi tức giận đến khóe miệng co giật, người cố ý đánh mặt ta đúng không? Hắn điềm nhiên nói, hãy xưng tên ra, dưới thiên huyễn đao của ta không giết hạng người vô danh. Người này ngược lại cũng có chút ý nghĩa. Lang Hàn cười nói, ta họ nghe, tên bá. Nghe bá, người trẻ tuổi lẩm bẩm thật giống như chưa từng nghe nói có một người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy. Nhưng niệm nhiều mấy lần, hắn bừng tỉnh, nghe bá không phải là cha ngươi sao. Tên khốn kiếp này, lại dám chiếm tiện nghi của mình. Rất tốt, ngay cả viêm quân ta cũng dám trêu chọc. Người trẻ tuổi kia đằng đằng sát khí, hắn đã không nhịn được muốn giết người. Lăng Hàn thu hồi giới linh thạch nói, chỉ đùa một chút, người trẻ tuổi nên lòng dạ rộng lược, hà tất chăm chú như thế. Xoạt, ánh đao lướt qua, viêm quân đã xuất đao, chém về phía lăng hàn. Hắn ở đao đạo thành tựu bất phàm, một đao chém qua, không khí bị xé rách, hiện ra một vết nước chân không. Dưới chân lăng hàn dẫm trích tinh bộ, thân hình lấp lẽ, nhanh chóng tránh thoát đòn đánh này. Hắn không khỏi cảm thán, tiên hoàng bí pháp không chỉ dục hỏa trùng sinh, còn có tốc độ, phượng rực rung lên, giống như côn bằng, được xưng thiên hạ cực tốc, nếu như còn có thể tìm hiểu ra diệu pháp như vậy liền thoải mái. đáng tiếc, bất diệt thiên kinh trọng điểm ở bất diệt lấy rèn luyện thể phách cùng thần hồn làm chủ ở thân pháp cùng lực lượng lại không có địa phương đột xuất. Viêm quân cả kinh tốc độ của đối phương có chút nhanh a à. hắn hừ một tiếng nói, chẳng trách dám tranh giành với ta, hóa ra còn có chút thực tài. lang hàn lạnh nhạt nói, nể tình đây là chiến trường hai giới, ta không muốn giết ngươi, lưu thân hữu dụng của ngươi đi chiến đấu với sinh linh minh giới thế nhưng ngươi không biết điều, ta cũng chỉ có tiến ngươi lên đường. Viêm quân tức điên mà cười, nói, ngươi chỉ tránh thoát một đao của ta mà thôi, lại dám to mồm khoác lác như vậy. Ha ha, thật là một chuyện cười. Lăng Hàn cũng cười nói, hổ không phát huy, ngươi còn tưởng là mèo bệnh sao. Viêm quân ngưng đao mà đứng, trên người có từng đạo thần quang phun trào, đi vào đao trong tay, oanh, 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 thanh đao phát ra nhịp đập, thật giống như nắm giữ sinh mệnh vậy. Lăng hàn biết đối phương đang kích xúc đại chiêu, nhưng hắn không có ra tay cướp công, mà mặc cho đối phương chuẩn bị. Viêm quân này chỉ là tiểu cực vị đỉnh cao, so với lăng hàn cao hơn một tiểu cảnh giới nhỏ, nếu như ngay cả cái này lăng hàn cũng không có lý niệm thất thắng, vậy hắn cũng quá thất bại. Cuồng, người thật rất cuồng, viêm quân mở miệng nói, sau khi hấp thu vô số thần quang, đao trong tay hắn bốc lên khí thể màu đen, có vẻ rất quái lạ. Đối phương biết rõ mình xúc tích đại chiêu, nhưng không ra tay đánh gãy thực sự là quá ngông cuồng. Coi thường ta, người phải trả giá bằng máu. Hắn hét lớn một tiếng, vô giết về phía lăng hàn, vù, một đao bổ ra, hóa thành một mảnh thú màu đen, không nhìn ra là cái gì, khá giống hổ, lại thêm một cái đuôi cá. Mảnh thú mở miệng, táp tới lăng hàn, trong miệng rộng tối tăm, thật giống như có thể nuốt chừng thiên hạ. chương 1321, âm thầm theo dõi. Lăng hàn không lui, mà ngưng ra một quyền, đánh tới mảnh thú, từng đạo thần văn đan dệt, hóa thành lưu quang vô tận. Oanh, con mẽnh thú kia bị đánh bay ra ngoài, lần nữa hóa thành ánh đao, đổ nát ở trong thiên không. Viêm quân không khỏi ngơ ngác, một đao này của hắn đã toàn lực, hơn nữa còn ra chỉ trong thiên huyễn đao uy lực gấp mấy lần, nhưng đối phương chỉ ra một quyền bình thường mà thôi, liền đánh nát công kích của hắn, thực lực này. Quá mạnh mẽ đi, hắn vội huyết sáo, sóng âm cuồn cuộn, ở dưới nguyên lực thúc đẩy, lấy tốc độ vượt xa bình thường lan truyền về bốn phương tám hướng. Rất nhanh, phương Sa truyền đến đáp lại, hơn nữa còn không chỉ một đạo. Lăng Hàn không khỏi cười nói, làm sao, đánh không lại muốn tìm giúp đỡ sao. Viêm quân không khỏi đỏ mặt, từ trước đến giờ hắn tự phụ, cho rằng ở cùng tuổi, hắn không phải đệ nhất cũng có thể xếp thứ hai, nhưng vừa tới chiến trường hai giới rèn luyện liền gặp phải một đối thủ không cách nào ngang hàng. Đối thủ, thậm chí kém hắn tiểu cảnh giới nhỏ, nếu như chỉ đánh nhau vì thể diện, vậy lấy hắn kiêu căng tự mãn khẳng định quay đầu bỏ đi, nhưng cái này còn liên lụy tới giới linh thạch, to bằng bàn tay A, quý giá bực nào A. Bởi vậy, hắn mặt dày gọi viện binh, chỉ một lúc sau, liền có 5 người hầu như không phân trước sau từ mỗi phương hướng chạy tới, tu vi từ tiểu cực vị đến đại cực vị, phân biệt 4 nam một nữ. Viêm sư đệ, xảy ra chuyện gì? 5 người đều hỏi, bởi vì vừa nãy viêm quân phát ra chính là tín hiệu cầu viện khẩn cấp của liệt diễm tông. Viêm quân chỉ vào lăng hàn nói, trên người hắn có một khối giới linh thạch, to bằng bàn tay năm người này vừa nghe đều lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ một nam tử lớn tuổi nhìn lăng hàn chắp tay nói vị huynh đài này có thể bỏ đi yêu thích liệt diễm tông chúng ta tất có hậu báo lăng hàn cười cợt nói chỉ một câu tất có hậu báo liền muốn ta giao giới linh thạch cho các ngươi sáu người hai mặt nhìn nhau đều lộ ra vẻ vui mừng nhìn thái độ của lăng hàn tựa hồ cũng không phải không thể thương lượng huynh đài người mở điều kiện đi người lớn tuổi nói lăng hàn suy nghĩ một chút nói đơn giản, cầm chân nguyên thạch hoặc thần thiết tới đổi. Ngược lại giới linh thạch với hắn mà nói chỉ là của cải, tự nhiên không ngại bán cho ai. Được được, người lớn tuổi này vội vàng nói, hắn hơi trần chờ một chút, lại nói. Huynh đài, có thể để ta tận mắt nhìn giới linh thạch này to nhỏ hay không? Lăng Hàn ngược lại cũng không sợ bọn họ trêu chọc âm mưu, lấy giới linh thạch ra nói. Thỏa mãn chưa, thỏa mãn, thỏa mãn, người lớn tuổi này vội vàng gật đầu, lại nói huynh đài định bán bao nhiêu chân nguyên thạch, các ngươi có thể cho bao nhiêu? Lang Hàn cười hỏi, sáu người viêm quân châu đầu ghé tai, qua một lúc mới nói. Chân nguyên thạch trong tay chúng ta có hạn, huynh đài có thể theo chúng ta đi liệt diễm tông, trưởng bối của chúng ta tự nhiên sẽ giao cho huynh đài đủ thù lao hay không? Lang Hàn cười lắc đầu nói, vậy cũng không được, làm sao ta biết các ngươi không phải cố ý đưa ta vào cạm bẫy, sau đó giết người cướp của chứ? Nên có tâm phòng bị người, dù cho hắn có hắc tháp cũng không thể làm bừa như vậy đi, ta cho ngươi ba tháng thời gian, ba tháng sau, ta sẽ ở lão trường khách sạn trong lang nha thành chờ các ngươi, các ngươi lấy đủ chân nguyên thạch, hoặc là thần thiết cấp 4 trở lên, ta liền bán khối giới linh thạch này cho các ngươi, bằng không, ta liền cầm đi bán đấu giá. Một thanh niên nhất thời lộ ra hung quang nói, thất sư huynh, chúng ta bắt tên này, trực tiếp đoạt giới linh thạch A. Ừm, có hai người lập tức biểu thị đồng ý, người lớn tuổi này hơi suy tính một chút, liền lắc lắc đầu nói liệt diễm tông chúng ta há có thể làm chuyện như vậy, chớ có nhắc lại nữa. Hắn lại nhìn Lăng Hàn gật đầu nói, huynh đài, vậy chắc chắn rồi, sau ba tháng ở lão trương khách sạn lại ngộ. Hắn xuất lĩnh năm người rời đi, sau khi đi ra thật xa, có người không nhịn được hỏi. Thất sư huynh, tại sao không cứng rắn? Mao tổ sư chỉ kém một chút xíu liền có thể bước vào tinh thần cảnh, chỉ cần chúng ta đưa khối giới linh thạch này trở về, Mao tổ sư tất có thể thành công, mà chúng ta thì mỗi người trở thành đại công thần, Hừ, người lớn tuổi này lắc đầu nói, tiểu tử kia khó đối phó, bằng không viêm sư đệ làm sao cần gọi chúng ta qua. Viêm quân lập tức lộ ra vẻ ngại ngùng, nói, ta xa xa không phải đối thủ của người nọ, những người khác đều kinh ngạc thốt lên, tuy cảnh giới của viêm quân không cao, nhưng sức chiến đấu ở trong bọn hắn lại cực kỳ bất phàm, chính là thiên tài tứ tinh, chỉ có đại cực vị mới có thể áp chế hắn. Nếu hắn nói xa xa không phải đối thủ của Lăng Hàn, vậy nói rõ sức chiến đấu của Lăng Hàn chỉ ít cũng là đại cực vị sơ kỳ, thậm chí trung kỳ, hậu kỳ. Người lớn tuổi lại nói, nếu chúng ta vây công hắn, có thể đắc thủ thì tốt, nhưng nếu không thể, liền triệt để vô duyên với khối giới linh thạch kia, ngay cả khả năng thu mua cũng không có. Lưu sư đệ, mã sư đệ, các người lập tức đi tìm tiền sư thúc, lão nhân gia người chính là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, tất nhiên có thể trấn áp tên tiểu tử kia, mấy người chúng ta âm thầm theo dõi, chờ tiền sư thúc tới, lại hướng tiểu tử kia đòi giới linh thạch. Nếu như hắn chịu ngoan ngoãn phối hợp, hư, liền lưu hắn một mạng bằng không liền đưa hắn lên đường trong lòng năm người khác đều sợ hãi vị thất sư huynh này nhìn như ôn hòa bình dị gần gũi nhưng ý nghĩ vừa cẩn mật mà lại âm u giống như rắn độc người đắc tội hắn thực sự là chết như thế nào cũng không biết bọn họ vội theo kế hoạch làm việc có hai cái rời đi gọi cao thủ càng mạnh hơn bốn người khác thì ở trong bóng tối theo lăng hàn một đường lưu lại ký hiệu đặc biệt của liệt diễm tông thần thức của lăng hàn nhạy cảm cỡ nào bị nhìn chằm chằm không lâu hắn liền cảm giác được Quả nhiên, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hắn âm thầm cảm khái, lúc mới bắt đầu, hắn đối với người lớn tuổi này vẫn còn có chút hảo cảm, mới đáp ứng ưu tiên cân nhắc bán giới linh thạch cho bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương chỉ còn dư lại bốn người, hiển nhiên, có hai người đi kêu viện binh, mấy cái còn lại lặng lẽ theo hắn, cuối cùng cho hắn một đòn chí mạng. Trường 1322, bộc lộ bộ mặt hung ác thượng. Lăng Hàn cũng không sợ, đừng nói nơi này chính là chiến trường hai giới, Quy tắc quái lạ, để cường giả không cách nào phát huy ra thực lực nên có, coi như thực lực không tổn, hắn cũng có thể trốn vào trong hắc tháp. Mà nếu đối phương đưa đến viện binh không phải tinh thần cảnh, Lăng Hàn cũng không cần trốn, mà muốn chiến một trận. Ở chỗ đặc thù này, ngay cả Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận. Hắn vẫn một đường tìm kiếm giới linh thạch, ngược lại phải đợi 3 tháng để hắc tháp xúc tích ra tiên diễm, bởi vậy, hắn cũng không có mục tiêu đặc biệt, chỉ đi tìm giới linh thạch có lúc tiến vào hắc tháp luyện đan. Cái này có thể khổ đám người viêm quân, bọn họ trong chớp mắt sẽ mất đi tâm tích của Lăng Hàn, còn tưởng rằng hắn phát hiện âm mưu của mấy người mình, lén lút tránh đi. Nhưng cách mấy ngày, Lăng Hàn lại không hiểu ra sao xuất hiện, để bọn họ càng không tìm được manh mối, ngươi là có ý gì. Đến cùng có phát hiện kế hoạch của chúng ta hay không? Cũng còn tốt, thời gian Lăng Hàn biến mất cũng không nhiều, đại bộ phận thời gian là ở bên ngoài, tình cờ cũng sẽ gặp phải sinh linh minh giới, hoặc là đánh, hoặc trốn, nguyên nhân nhìn đối phương mạnh yếu. Lăng Hàn cố ý nhường, gặp phải Cường Giả Minh giới Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn sẽ không ra tay toàn lực, mà trực tiếp bỏ chạy, nếu không, nếu như viện binh của đối phương chỉ là Nhật Nguyệt cảnh liền khẳng định không dám ra tay rồi. Hắn cho đối phương cơ hội, nếu như đối phương dừng cương trước bờ vực, vậy hắn sẽ không truy cứu, nhưng nếu ra tay, vậy hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau 11 ngày, Lăng Hàn lại vận may bạo phát, tìm được một khối giới linh thạch chỉ là khối giới linh thạch này xa xa không sánh bằng lần trước, nhỏ hơn quá nhiều, chỉ bằng ngón út mà thôi. Thịt mũi nhỏ cũng là thịt A, hắn cười ha ha, cất giới linh thạch đi. Hả, hắn nghiêng đầu, rốt cuộc tới sao, nguyên bản có bốn quang điểm thần thức vẫn đi theo phía sau hắn, hiện tại đã biến thành bảy cái. Hắn thở dài, hắn không phải người thích giết chóc, nhưng sao luôn có người ép hắn đại khai sát giới chứ. Xeo 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 xeo, bảy bóng người dồn dập bắn ra, vây quanh hắn, chính là đoàn người viêm quân. lang Hàn lộ ra nụ cười chế nhạo nói, mấy vị, đây là ý gì, không phải nói ở Lang Nha Thành gặp lại sao? Sáu người viêm quân đều đỏ mặt, nói không giữ lời, hơn nữa bị người ngay mặt vạch trần, cái này thật đúng là không dễ chịu. Có điều, một lão giả duy nhất thì dung sắc lạnh lẽo, nói. Người trẻ tuổi, ít nói lại nhảy, lập tức giao giới linh thạch ra, không nên tự tìm đường chết. Lăng Hàn lộ ra vẻ suy tư, đều lấy hai khối giới linh thạch ra, nói. Ngươi nói chính là khối này, hay là khối này? Hắn phân biệt nâng tay trái cao hơn tay phải một chút. Lão giả kia nhất thời lộ ra vẻ tham lam nói. Đều giao ra đây, được, 300 triệu chân nguyên thạch. Lăng Hàn gật gù, lão giả nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu là nói đùa với ngươi sao? Còn dám thoái thác, lão phu liền chém ngươi. Ta rất sợ a. À. Lăng Hàn cố ý làm một động tác sợ hãi, sau đó cười cợt nói. Được rồi, ai tới lấy, hắn liếc nhìn mọi người, đẩy hai tay về trước một chút. Tới lấy A, đừng khách khí. Sáu người viêm quân nhìn lẫn nhau, đều có chút trần chờ. Tên này biểu hiện quá quái lạ, coi như thật kinh sợ, không phải có thể ném giới linh thạch xuống đất, trực tiếp chạy đi sao. Hiện tại là đùa người sao, nhưng có một vị nhật nguyệt cảnh đại viên mãn ở trước mặt, người cũng dám tác quái. Một thanh niên đi lên một bước nói, được, giao cho ta. Trong ánh mắt hắn có dã tâm, nếu có thể từ tay mang về hai khối giới linh thạch này, vậy địa vị của hắn ở trong tông nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. then chốt là mao tổ sư chỉ kém nửa cước liền có thể bước vào tinh thần cảnh, nếu bước ra một bước này có một phần công lao của hắn, vậy tất nhiên sẽ được mao tổ sư nhìn với con mắt khác. một vị cường giả tinh thần cảnh coi trọng, vậy làm sao đạt được? hắn bước ra một bước, sau đó lại bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, đi tới trước mặt lăng hàn, lấy tay tóm tới hai khối giới linh thạch. ai? lăng hàn phát ra một tiếng thở dài ngón tay hơi câu xèo một đạo kiếm khí lập tức quét ra ngoài lớn mật người trẻ tuổi này giống to hắn biết lăng hàn rất mạnh thậm chí có thể áp chế viêm quân nhưng cảnh giới của hắn đạt đến trung cực vị đỉnh cao lại là thiên tài nhất tinh so với viêm quân còn mạnh hơn một ít bởi vậy viêm quân đánh không lại lăng hàn hắn không hẳn đánh không lại lùi một bước mà nói coi như đánh không lại cũng có đủ năng lực tự vệ chính là nghĩ như vậy hắn mới dám đứng ra bằng không lăng hàn là trẻ con miệng còn hôi sữa, muốn kéo người xuống nước thì làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, lăng hàn thật dám ra tay với hắn. Tuy hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy ánh kiếm quét tới, vẫn không nhịn được phẫn nộ. Hắn giơ tay chặn lại ánh kiếm, thầm nghĩ hiện tại sau lưng hắn là có một vị cường giả đại viên mãn, người khí phách nhất thời ra tay, kỳ thực là đang tự tìm đường chết, rất nhanh thì sẽ bị chân áp. Lão giả kia cũng hoảng hốt, vội vã đưa tay ra tóm tới. Dừng tay, chậm ánh kiếm xẹt qua phốc chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe người trẻ tuổi kia có bốn ngón tay bị tước xuống như thiên nữ tán hoa a à, hắn nhất thời phát ra tiếng kêu thảm đau a à. lăng hàn triển khai trích tinh bộ thân hình lui nhanh bỏ qua công kích của lão giả hắn cười nói ai nha ngón tay đều đứt đoạn mất vậy làm sao cầm tiểu tử người thật là điếc không sợ súng lão giả mặt âm trầm nói tiểu tử này thân hãm trùng vây lại còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thực sự là tìm đường chết. Lăng Hàn cười ha ha nói, ai sống ai chết, bây giờ nói còn hơi sớm. Người trẻ tuổi, người cũng quá không biết mùi vị. Lão giả hừ một tiếng, mở tay tóm tới Lăng Hàn, từng đạo thần văn hiện ra, cái tay này hóa thành ngũ chỉ sơn, từ trên trời giáng xuống. Hắn gọi tiền sâm, chính là một tên cao tầng của liệt diễm tông, bởi vì trong tông một vị lão nhân chân chính chạm tới biên giới tinh thần cảnh, trở thành đại sự hạng nhất của liệt diễm tông, tất cả mọi người đều điều động, Thay vị Mao Tổ sư này tìm kiếm giới linh thạch. Chương 1323, bộc lộ bộ mặt hung ác hạ. Bởi vì chạm tới một tia cùng chân chính nhảy qua, đây là hai việc khác nhau, mà Liệt diếm Tông chỉ là thế lực Nhật Nguyệt Cảnh, nếu có thể xuất hiện một vị cường giả tinh thần cảnh, vậy thế lực tông môn tất nhiên sẽ tăng lên một cấp bậc. Ở dưới tiền đề này, Liệt diếm Tông vì giới linh thạch thật có thể nói là điên cuồng. Ánh mắt của Lăng Hàn vẩy một cái, nhất thời bắn ra Thiên Huy, phù, xung kích về bốn phương tám hướng xảy ra chuyện gì, vì sao lực lượng của ta giảm một đoạn dài. Trời à, đám người viêm quân kinh ngạc thốt lên, coi như là bàn tay lớn của tiền sâm nổ xuống cũng hơi méo, đánh nhầm phương hướng. Có điều, bởi vì cái tay này thực quá to lớn, dù cho đánh vạt ra một chút cũng không quan trọng lắm, vẫn đánh tới lăng hàn. Lăng hàn ngưng tụ một quyền, đánh tới ngũ chỉ sơn giữa bầu trời, quyền lực ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một điểm. Phốc, ngũ chỉ sơn ghim xuống, nhưng có một vệt thần quang phóng lên trời, bàn tay lớn bị đánh tan một cái động, quyền mang trói lọi. Tiền sâm không khỏi rên lên một tiếng, mặc dù ngũ chỉ sơn là nguyên lực của hắn ngưng, nhưng bị nổ ra một cái động, tay hắn cũng chịu đến một tia xung kích, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau đớn, lưu lại một dấu ấn màu đỏ. Hắn có chút khiếp sợ, lực lượng của người trẻ tuổi này thật lớn, lại có thể đánh tan phòng ngự của hắn, thương tổn được bản thể của hắn. Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn quá khinh thường lăng hàn, một đòn nổ ra phạm vi bao phủ quá rộng, Phân tán lực lượng như vậy, dù cho thực lực của hắn vượt qua Lăng Hàn ngàn vạn lần cũng nhỏ yếu đi rất nhiều. Nhưng ngược lại, nếu hắn ràng buộc lực lượng, lấy điểm đối điểm đả kích, vừa nãy bỗng nhiên bị Thiên Huy ảnh hưởng, e là đòn đánh này sẽ hoàn toàn lệch hướng. Người trẻ tuổi, rất đáng gầm a." À. Hắn Huy nghiêm đáng sợ nói, mặc dù cái này là tán dương Lăng Hàn, nhưng không hề che giấu sát ý chút nào. Lăng Hàn khiêm tốn nở nụ cười. "Bình thường thôi, lão nhân ra không cần tán dương ta như thế, cái này sẽ làm ta kiêu ngạo." người trẻ tuổi chúng ta rất kỳ kiêu ngạo a à. trên mặt tiền sâm biến sắc dáng dấp thong dong của lăng hàn để hắn không nhịn được mà dựng lên lửa giận ngươi nhất định là tự mình muốn chết mắt trái của hắn trợn lên hóa thành một cái động liệt diễm hắn lại lấy tay móc vào lấy ra một thanh thần kiếm toàn thân thiêu đốt liệt diễm lấy thân dưỡng khí cái này có thể để uy lực của bảo khí lên tới cực hạn tuy nhiên cũng có khuyết điểm rõ ràng chính là thần khí trưởng thành sẽ hấp thu tinh huyết bản thân để đánh đổi sẽ ảnh hưởng bản thân tiến cảnh có điều, đối với người như tiền sâm mà nói, vốn đã đứng ở nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, không thể có thêm tiến bộ, bởi vậy, kéo chút tinh huyết liền kéo đi, ngược lại tu luyện một hồi liền có thể bù đắp. Thanh thần kiếm này là hắn ở hơn trăm năm trước mới tập hợp đủ tích chữ, mua lại một khối thần thiết cấp 8, nhờ người chế tạo thành kiếm, sau đó vẫn đặt ở trong cơ thể ôn dưỡng, lấy thân dưỡng khí, mặc dù mới đi qua hơn trăm năm, nhưng đã đạt tới đại thành. Kiếm này ở trong tay, hắn tự tin có thể chiến thắng đại bộ phận đối thủ nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Một thần khí thích hợp, đối với võ giả tăng lên thực sự là quá to lớn. Liệt diễm phần tâm, tiền xâm ra tay, chém ra một kiếm, liệt diễm hóa thành một vệt sáng, đâm tới ngực của lăng hàn, bởi vì nhiệt độ cao đáng sợ, tia sáng đảo qua, không khí cũng xuất hiện từng vòng gợn sóng, sau đó dồn dập giấy lên. Cái này cực kỳ đáng sợ, hỏa diễm khủng bố đừng nói đụng tới một chút, chỉ là nhiệt độ cao bốc hơi, cũng có thể để nhật nguyệt cảnh đại viên mãn sơ kỳ lột một lớp ra. Những người khác dồn dập lui về phía sau, sợ bị ngọn lửa này đụng chúng, vậy thực là chết như thế nào cũng không biết. Lăng Hàn bật cười, người lấy độc thủy, nguyệt kim đến oanh hắn, vậy hắn thật có chút kiêng kỵ, dù sao tiền sâm là tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Nhưng hỏa diễm, chuyện này, phải biết, hắn là bị tiên diễm nốt luyện qua, ở trong đó thôi diễn ra bí pháp dục hỏa trùng sinh của tiên hoàng tộc. Muốn lấy hỏa khắc hắn, vậy ít nhất phải ở đại cảnh giới nghiền ép hắn mới được. Veo, ánh lửa này kéo tới, tốc độ thật nhanh, dù sao cũng là một vị cường giả nhật nguyệt cảnh đại viên mãn ra tay. Ở tình huống bình thường, Lăng Hàn không thể đối đầu, cho dù lấy thể phách của hắn bị đốt trúng, thần cốt sẽ gãy, thiêu thành cho còn không đến mức, nhưng huyết nhục tuyệt đối sẽ bị nổ ra một cái động, da rẻ ở phụ cận sẽ đốt cháy khét. Nhưng hắn ở trong tiên diễm rèn luyện ra, dù cho có hắc tháp bảo vệ, nhưng thần diễm bình thường muốn tổn thương hắn, Vậy ít nhất cũng phải cao hơn hắn một cảnh giới lớn mới được. Đúng, nhất định phải có bản chất áp chế chân chính. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng lười né, duỗi tay phải một cái, ấn về ánh lửa, dưới kiếm ý của khoái tử kiếp quyết, hắn ra tay thật nhanh. Phốc, ánh lửa đánh vào trong lòng bàn tay của hắn, lực lượng đáng sợ va chạm, thân thể của Lăng Hàn lập tức trượt về phía sau, đây chính là lực lượng của đại viên mãn áp chế. Nhưng trong tay hắn lại phóng ra hào quang kinh người, ánh lửa nổ tung, hình thành một độ cong căn bản không thể tổn thương hắn tay. Oanh, Lăng Hàn bị nguồn lực lượng này đẩy lùi về phía sau, tốc độ này nhanh bực nào, thậm chí không thua hắn toàn lực chạy đi, vừa vặn, phía sau hắn có một tên đệ tử của Liệt Diễm Tông, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị Lăng Hàn đụng vững vàng. Bị va vào một cái là khái niệm gì? Tương đương với cường giả đại viên mãn ra tay toàn lực, lấy một thần thiết cấp 6 oanh kích. Mà người kia chỉ là tiểu cực vị hậu kỳ, bị va như thế làm sao nhận được? Chỉ thấy mưa máu bay tán loạn, trong nháy mắt người này bị chấn nát tan hóa thành mưa máu vô biên xương vỡ thịt cặn không ngừng từ trên trời giáng xuống bị đâm chết tươi có điều bị chặn như thế thân hình của lăng hàn rốt cục ngừng lại hắn vẩy vẩy tay dập tắt hỏa diếm giơ bàn tay lên xem lòng bàn tay đã đen thui một mảnh vẫn bị tổn thương một chút xíu ra rẻ quả nhiên tu vi kém hơn quá nhiều hắn vẫn rơi vào hạ phong lăng hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn không khỏi cười nói thực xin lỗi phía sau lưng không có mắt đụng chết ngươi. Có điều, người muốn trách, thì trách người ra tay kia, dù sao ta cũng là người bị hại. Sáu người liệt diễm tông mở to mắt, hoàn toàn nói không ra lời. chương 1324, đảo ngược, tên này là yêu quái sao? Ăn một đòn của nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, lại không có bị đánh nát thân thể, thiêu sạch huyết cốt, mà chỉ lùi ra sau, dựa vào phương thức như thế hóa đi lực lượng. Muốn nói tiền xâm không có dùng toàn lực, vậy thì thật là đùa giỡn, không thấy lăng hàn va một cái, liền trực tiếp chấn vỡ thập thất sư đệ sao. Lực lượng này còn không mạnh, coi như thể phách của Lăng Hàn cực kỳ mạnh mẽ, có thể chịu đựng lực lượng như vậy, nhưng liệt diễm thì sao? Kia còn có cực hỏa chịu uy a, đại viên mãn cao thủ lấy thần khí cấp 8 nổ ra, tuyệt đối có thể đốt đại cực vị thành cho, nhưng lòng bàn tay của đối phương chỉ đen một chút, nhiều nhất chỉ có chút ra a. Làm sao có khả năng có biến thái như thế? Lăng Hàn lưu chuyển bất diệt thiên kinh, ra cháy ở lòng bàn tay lập tức bóc ra, thay một tầng da mới, trắng nõn như ôn ngọc. Đây cũng là bởi vì trong bàn tay còn lưu lại ý chí võ đạo của tiền sâm, nếu không căn bản không cần hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, thân thể có thể tự mình khôi phục. Hắn nhoèn miệng cười nói, hảo hảo làm ăn với các ngươi không muốn, lại muốn làm cường đạo, hiện tại. Tự gánh lấy hậu quả đi, veo, thân hình hắn thoát ra, nắm đấm ngưng tụ, giết tới đệ tử của liệt diễm tông. Dừng tay, tiền sâm vội vã ra tay, tiểu tử này quá yêu nghiệt, sức chiến đấu không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc, nếu như mặc hắn ra tay, nơi này trừ hắn ra, những người khác có khả năng sẽ bị tàn sát. ở liệt diếm tông mà nói, mỗi một tên đệ tử nhật nguyệt cảnh này đều cực kỳ quý giá. sáu người nơi này, hiện tại chỉ còn lại 5 người, năm tên đệ tử này người nào không phải tông môn tiêu tốn mười mấy vạn năm, hai mươi mấy vạn năm mới bồi dưỡng ra được, nắm giữ thiên phú xuất sắc, chỉ cần có kỳ ngộ, tương lai bước vào tinh thần cảnh cũng không phải là không có khả năng. một tông môn thịnh vượng dĩ nhiên cần phải có cường giả chống đỡ nhưng trung kiên chân chính là những đệ tử này a à, bằng không ngươi chỉ có một cường giả tinh thần cảnh chống đỡ thì có tác dụng quái gì dù sao tiền sâm cũng là cường giả đại viên mãn hai tay mở ra áp lực đáng sợ như núi trấn xuống hạn chế lăng hàn hành động để những người khác có thể tránh tên sát tinh này có chút phiền phức a à, lăng hàn lắc đầu muốn ở dưới mí mắt một tên nhật nguyệt cảnh đại viên mãn giết người vậy trừ khi là nhân lúc bất cẩn nhưng bây giờ đối phương đã có chuẩn bị lại muốn giết người liền khó khăn. Tiểu tử, người quả thật có chút thực lực, nhưng vẫn kém xa lão phu, người căn bản không có phần thắng. Tiền sâm nói, giao ra giới linh thạch, lại tự đoạn hai tay, có thể cho người mạng sống. Tiền sư thúc, năm người viêm quân đều kinh ngạc thốt lên, tiểu tử này giết một tên đệ tử của liệt diễm Tông A, làm sao có thể tiện nghi như thế. Nhưng tiền sâm biết, hắn dịch động thần kiếm đánh ra một đòn toàn lực cũng không thể trọng thương lăng hàn, phòng ngự của tiểu tử này xác thực quá nghịch thiên, chỉ là lực lượng, quy tắc thiên địa còn không sánh bằng hắn, mới sẽ bị hắn áp chế, bằng không ngay cả hắn cũng phải xoay người bỏ chạy. Có thể lấy được giới linh thạch liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần mau tổ sư đột phá tinh thần cảnh, vậy có một cảnh giới lươn áp chế, coi như tiểu tử này đột phá nhật nguyệt cảnh đại viên mãn thì đã làm sao, vẫn bị thuấn sát mà thôi. Sự tình có nặng nhẹ, trong lòng tiền sâm hiểu rõ. Lăng Hàn lắc đầu nói, các ngươi cũng thật bá đạo, rõ ràng muốn cướp đồ vật của ta, nhưng còn một bộ bố thí cho ta muốn ta tự đoạn hai tay, ta liền ha ha làm theo sau, người con mẹ nó não phế a. À. Hắn giận không chỗ phát tiết, tay phải dương lên, một cây hoa xuất hiện, cực kỳ mỹ lệ, tỏa ra đạo vật, như một cây thần dược do thiên địa sinh dưỡng. Nếu tin tưởng đây là thần dược đại bổ, vậy sẽ chúng chiêu lập tức. Đây là nhân huân đoạt hồn hoa, lăng hàn chiếm được trong hoàng tuyển bí cảnh, lúc trước ngay cả hắn cũng suýt chút nữa chúng chiêu, bị đoạt hồn, bị thánh giáp trùng hấp huyết gặm thịt. Ở trong hắc tháp, cây độc hoa này lại trưởng thành mấy phần, tràn ngập khí thức đại đạo, tính lừa dối càng cao hơn. Nhất thời, sáu người viêm quân lộ ra vẻ si mê, thật giống như tiến vào một loại ảo cảnh nào đó, cả người di chuyển, khóe miệng ai cũng mang theo nụ cười. Lăng hàn ra tay, phốc 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 phốc, ngoại trừ tiền sâm, năm người khác đều bị hắn một quyền oanh nát đầu. Nhưng tiền sâm ở nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đã dừng quá lâu, tu luyện thần hồn cực kỳ kiên cố, thời điểm lăng hàn đập qua một quyền, đối phương theo bản năng, né qua một đòn chí mạng, lướt mặt mà qua, tảng lớn huyết nhục bị kình phong lấy đi, lộ ra răng cốt. Mà cú đấm này cũng đánh tỉnh tiền sâm, hắn ngơ ngác lui ra, lui mấy trăm trượng, lúc này mới dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nhân quân đoạt hồn hoa, cây kỳ hoa phảng phất như thần dược kia có thể ảnh hưởng thần thức của hắn, suýt chút nữa ngơ ngơ ngác ngác chết rồi. lang Hàn chiến ý thiêu đốt, lập tức đuổi theo nói. Lão gia hỏa, hậu bối của ngươi đều chết hết, ngươi không đi theo bọn họ chơi đùa sao. Tiểu tử, ngươi chờ. Tiền sâm kêu gào một tiếng, xoay người bỏ chạy. Sức chiến đấu của hắn xác thực có thể áp chế Lăng Hàn, nhưng thể phách của đối phương thật đáng sợ, hắn không cách nào một đòn chí mạng. Mà Lăng Hàn còn có một cây kỳ hoa, có thể ảnh hưởng thần thức của hắn, bởi vậy nếu không thể một chiêu tuyệt sát Lăng Hàn, hắn liền rơi vào cảnh bất lợi. Hắn sống hơn 3 triệu năm, xem qua rất nhiều sinh tử, cũng vì như thế, hắn càng thêm quý trọng sinh mệnh. Lưu lại tử chiến cũng không báo được thù, vậy tại sao phải mạo hiểm? Về liệt diễm tông, mao tổ sư sắp đột phá có giới linh thạch chỉ là có thể gia tốc quá trình này cũng không phải tất yếu lại nói bên hắn thất bại nhưng liệt diễm tông còn có rất nhiều người lẽ nào đều sẽ không có thu hoạch sao hắn một đường lao nhanh chỉ cần lăng hàn đuổi đến gần hắn sẽ quét ra một kiếm lực lượng đại viên mãn oanh kích ngay cả lăng hàn cũng không thể không nhìn chém chúng liền lưu lại một vết thương chỉ là không cách nào thương tổn được căn bản mà thôi kỳ thực chính diện giao chiến tiền sâm hoàn toàn có thể trọng thương lăng hàn dù sao lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, nhưng bởi vì trước đó dịch động thần hỏa cũng không thể gây tổn thương đến Lăng Hàn, cái này để lại cho hắn bóng ma trong lòng, cho rằng phòng ngự của Lăng Hàn là không gì phá nổi, nhưng hoàn toàn không có ý thức được, nếu hắn từ bỏ thần hỏa, chỉ lấy lực lượng oanh kích, uy lực trái lại càng to lớn hơn. Chương 1327, hai lần rèn thể. Bởi vì nhận thức sai lầm như vậy, hắn một đường trốn mất dép, căn bản vô tâm ham chiến. Phải biết Hiện tại Lăng Hàn chỉ là thiên tài lục tinh, sức chiến đấu chết no là đại cực vị sơ kỳ, làm sao có khả năng so với đại viên mãn? Đương nhiên, Tiền Sâm còn kiêng kỵ nhân quân đoạt hồn hoa, bằng không hắn cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Đuổi một lúc, Lăng Hàn dừng bước, lại đuổi tiếp cũng không có ý nghĩa, hắn giết không được Tiền Sâm, hơn nữa, Lăng Nha Thành cũng không xa, chỉ cần tiến vào thành, vậy liền nghiêm cấm tư đấu. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước về Lăng Nha Thành một chuyến, bán ra giới linh thạch ngoài ra còn có một ít đan dược hắn luyện chế cũng không thể vẫn đặt ở trong tay đổi thành chân nguyên thạch thần thiết dùng để tăng tiên ma kiếm lên phương diện công huân hắn càn quét rất nhiều sinh linh minh giới nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cũng không ít đủ để hắn xuất ngũ xuất ngũ đương nhiên cũng có thể trở lại chiến trường hai giới hơn nữa tới lui càng thêm tự do không cần lo lắng không tích góp đủ công huân không thể rời đi vậy sẽ bị xem là đào binh chém đầu dân chúng mặc kệ ngươi là tự do binh hay gia nhập quân đội nửa ngày sau lăng hàn trở lại lang nha thành hắn trước tiên đi quân bộ hối đoái công huân ném ra từng bộ thi thể sinh linh minh giới có thể tính ra tổng giá trị công huân rất nhanh những thi thể này còn có tác dụng khác có đại năng muốn thông qua thi thể nghiên cứu công pháp tu luyện của minh giới xem cùng thần giới khác biệt ở đâu cái này tuyệt đối không phải vô dụng mà rất có ý nghĩa một khi phá giải công pháp của minh giới liền có thể nhằm vào vậy hai người nguyên bản thực lực tương đương cũng sẽ xuất hiện tình huống nghiêng về một phía càng quan trọng chính là các cường giả còn đang nghiên cứu làm sao để võ giả của thần giới có thể không bị quy tắc thiên địa của minh giới áp chế vì ngày sau toàn diện xâm lấn làm chuẩn bị thần giới như vậy e là minh giới cũng như thế lăng hàn cảm thấy rất loạn hai giới đến cùng là ai xâm lược ai từ tư liệu hắn nắm giữ đến xem tựa hồ song phương đều không phải kẻ tốt lành gì ai cũng đóng vai nhân vật bị hại hắn lắc đầu bây giờ thực lực của hắn còn quá yếu căn bản không đủ để nhúng tay chuyện lớn như vậy trước tiên tăng cảnh giới lên đi. Tính toán công huân, ngoại trừ có thể để cho hắn xuất ngũ, còn nhiều hơn 4 ngàn. Nhưng hơn 4 ngàn công huân thật không thể để hắn đổi được thứ cần thiết gì ở giai đoạn hiện tại. Tài nguyên của Sơn Hà Cảnh đúng là có thể đổi lượng lớn, nhưng đối với hắn một chút ý nghĩa cũng không có. Còn nữa, dùng công huân hối đoái đến đồ vật là nghiêm cấm bán ra ở Lang Nha Thành, tóm lại chính là một chữ chết. Lang Hàn quyết định trước tiên không hối đoái, ngược lại hiện tại hắn tự do, sau này giết thêm một ít sinh linh minh giới, tích lũy càng nhiều công huân nói sau đi. Hắn đi tới phòng đấu giá trong thành, có thể ở chiến trường hai giới mở phòng đấu giá, điều này cần không chỉ có can đảm, còn phải có giao thiệp cùng thực lực mạnh mẽ. Phòng đấu giá Kim Nguyên hiển nhiên có đặc điểm như vậy, có người nói này thuộc về Kim gia, mà Kim gia là một thế lực siêu cấp, đời đời kinh thương, khống chế tài nguyên kinh người, cùng Bảo Lâm các Tịnh Xưng song kiêu. Lăng Hàn tiến vào phòng đấu giá, lấy ra giới linh thạch Lập tức khiến người phụ trách phòng đấu giá ra mặt, trực tiếp cùng hắn trao đổi. Một khối giới linh thạch lớn như vậy, có thể bán ra giá tiền cực cao. Bởi vậy, phòng đấu giá quyết định trước tiên không vội bán đấu giá, mà thả tin tức ra ngoài, để càng nhiều cường giả tham dự bán đấu giá, đương nhiên cảnh giới càng cao, dòng dõi càng kinh người a. Lăng Hàn ngược lại cũng không ngại chờ lâu mấy ngày, hắn lại lấy ra đan dược, để đối phương thuận tiện bán đấu giá một hồi. Phòng đấu giá ở trên bán đấu giá giới linh thạch thu 15% thủ tục phí, cái này có thể tưởng tượng chính là một con số trên trời, bởi vậy những đan dược giải rác kia phòng đấu giá quyết định đại khí một chút, miễn phí đấu giá giúp Lăng Hàn. Vậy đại khái phải cần một tháng thời gian đến chuẩn bị, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền tiếp nhận lời mời của phòng đấu giá, những ngày sau đều ở trong phòng đấu giá. Hắn tiếp tục luyện đan, tu luyện, lại qua chừng 20 ngày, hắc tháp liền có thể để hắn lấy tiên diễm rèn thân lần thứ hai hiện tại dáng dấp kia, thật thê thảm, lúc không có người, Lăng Hàn lại biến trở về dáng dấp trẻ con, đây thực sự là để hắn cực kỳ khó chịu. Hắn đơn giản tiêu tinh lực vào luyện đan, bởi vì khổ tu, dù cho hắn nắm giữ tài nguyên tu luyện vô tận, muốn hoàn thành tích lũy một cảnh giới nhỏ chỉ ít cũng cần 10.000 năm. Bởi vậy, hắn khổ tu cũng không có ý nghĩa quá to lớn, giai đoạn hiện tại ăn cuồng giã huyết linh đan mới là vương đạo. Như có chút thiên tài mấy trăm năm, mấy ngàn năm liền đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, hiển nhiên đều là ăn dược, nếu không chỉ dựa vào tự mình ôm chân nguyên thạch khổ tu, tiến cảnh là không thể nhanh như vậy. Thiên tài chủ yếu thể hiện ở lĩnh ngộ trên cảnh giới. Nếu như cho một phế tài dùng cuồng giã huyết linh đan, bốn viên lên tới tiểu cực vị đỉnh cao thì đã làm sao, một triệu năm kế tiếp cũng không thể ngộ đến quy tắc thiên địa của trung cực vị, chỉ có thể tuổi thọ khô cạn mà chết. Sau hai mươi mấy ngày, tiểu tháp thông báo lăng hàn, có thể tiến hành tiên diễm rèn thân lần thứ hai. Trước hắn vẫn đang chờ mong, nhưng khi ngày này đến thật, Lăng Hàn lại có chút lùi bước, ngẫm lại cái cảm giác kia thực đáng sợ a, à, thân thể bị đốt thành cho tàn, thần hồn cũng chỉ còn lại một tia. Nhưng vì càng mạnh hơn, Lăng Hàn vẫn cắn răng, nhắm mắt nhảy vào lò lớn. Một luyện là ba ngày ba đêm, Lăng Hàn mới vừa ra lò, tự nhiên lần thứ hai biến thành một tiểu hài nhi, có điều, thời gian ba tháng hắn cũng không lớn hơn bao nhiêu, đánh về nguyên hình tự nhiên tổn thất không lớn. Không sai, làn da, huyết nhục, thần cốt của ta lại có chút tăng lên. Lăng Hàn gật đầu, then chốt vẫn là dục hỏa trùng sinh, hiện tại dù ta bị vết thương chí mệnh, có một phần trăm xác suất có thể dục hỏa trùng sinh, không chỉ khỏi hẳn thương thế, còn có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Dục hỏa trùng sinh khác bất diệt chân dịch lớn nhất, chính là bất diệt chân dịch chỉ có thể trị thương, mà dục hỏa trùng sinh còn có thể làm cho Lăng Hàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chương 1328 Tạ Đông Lai. Thử nghĩ một chút, hai người thực lực tương đương, đánh cho lưỡng bại câu thương, đều nằm chờ chết, nhưng một phương đến cái dục hỏa trùng sinh, lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất, vậy người khác chẳng phải là chỉ có thể khóc. Chẳng trách tiên hoàng là tiên thú đỉnh cấp nhất, chỉ nhìn năng lực này liền đủ để vô số cường giả sợ hãi, trước khi ra tay phải ước lượng một chút, có phải là có thể đối kháng đối thủ ca luân chiến không? Đáng tiếc, hiện tại chỉ có một phần trăm xác suất cần phải biết rằng, đây là bí pháp cao cấp nhất, chủ yếu nhất của tiên hoàng tộc, có thể làm cho lăng hàn ở nhật nguyệt cảnh nắm giữ một bộ phận, đây là sự tình kinh người cỡ nào. Lăng Hàn cũng không rời hắc tháp, mà cắn một viên cuồng giã huyết linh đan, ở dưới luân hồi thụ luyện hóa. Sau ba ngày, tu vi của hắn đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao, lại dùng một hai tháng vững chắc cảnh giới, liền có thể sung kích chung cực vị. Đương nhiên, một hai tháng này là ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, bằng không không có hai mươi, ba mươi năm tích lũy, làm sao có thể chạm tới bình phong cảnh giới. Lăng Hàn tạm thời không có đi đột phá, vì bán đấu giá sắp bắt đầu rồi. Hắn cũng rất lâu không có đi ra ngoài, dự định đi ra ngoài một chút, một bên khác, lão nhân sâm cùng con thỏ cũng không chịu được cô quạnh ở trong hắc tháp, nhất định phải đi ra ngoài hóng mát một chút, giải sâu, quan trọng nhất chính là, một cái muốn đi ăn trộm linh dược, một cái khác. Ai đám nữ nhân trong lang nha thành phải cẩn thận một chút rồi. Cũng còn tốt, đây là vân đính tinh, yêu thú, ngũ hành chi linh đều cùng loài người ở chung hòa thuận, bằng không bọn họ ra cửa phòng chừng cũng đừng nghĩ trở về. Lang Hàn đi tới một tử lâu, hắn muốn biết gần đây có đại sự gì phát sinh hay không, mà ở trong tử lâu tìm hiểu tin tức tự nhiên là nhanh nhất, rất nhiều người đều thích bát quái, khoe khoang tư liệu mình biết được. Hắn bình tĩnh lắng nghe, rất nhanh, hắn liền được rất nhiều tư liệu. Có mấy người là đang nổ, nói mình chém bao nhiêu bao nhiêu cường giả của minh giới, nhưng chỉ cần nhìn hắn chỉ là sơn hà cảnh, liền biết thuyết pháp như vậy vô căn cứ đến cỡ nào. Có mấy người thì đang nói buổi đấu giá lần này, mà khối giới linh thạch kia cũng bị nói thành lớn như đầu trâu, thực sự là lời đồn bay lên. Còn có chút người thì nói đến thiên kiêu hội của hai giới. Các người có nghe nói không, sắp đến thiên kiêu hội của hai giới rồi. Đó là đương nhiên, có thể tham gia thiên kiêu hội của hai giới, đều là tuấn kiệt, thiên tài siêu cấp mấy vạn năm mới có thể ra một cái. Đâu chỉ mấy vạn năm, chỉ ít mấy trăm ngàn năm. Đúng rồi, lần này là vào Sơn Hà Lâm, hay Nhật Nguyệt Cốc. Ta nhớ lần trước là Nhật Nguyệt Cốc, lần này hẳn là Sơn Hà Lâm. Kỳ thực Sơn Hà Lâm mới công bình nhất, chân chính có thể thấy được tranh lệch của các thiên tài. Không chắc, có mấy người ở Sơn Hà Cảnh tu đến Hoàn Mỹ, nhưng ở Nhật Nguyệt Cảnh không hẳn cũng có thể như vậy. Mọi người càng nói càng kích động, suýt chút nữa đánh nhau. Lăng Hàn mờ mịt, có điều bàn bên cạnh hắn vừa vặn là một già một trẻ phối chế, tên hậu bối cũng không hiểu như Lăng Hàn, nên lão giả liền ở một bên giải thích. Sơn Hà Lâm cùng Nhật Nguyệt Cốc đều là bí địa trong chiến trường hai giới, cực kỳ quái lạ, mặc kệ cảnh giới của ngươi là gì, dù cho là thánh nhân cũng được, Tiến vào Sơn Hà Lâm, Tu Vi sẽ bị suy yếu đến Sơn Hà Cảnh, mà vào Nhật Nguyệt Cốc, Tu Vi sẽ bị hạn chế ở Nhật Nguyệt Cảnh. Lúc này Lăng Hàn mới chợt hiểu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này nếu khai chiến ở Sơn Hà Lâm, vậy hắn tu luyện Sơn Hà Cảnh tới cực cảnh đỉnh cao, mỗi cảnh giới trước cũng đồng dạng đạt đến hoàn mỹ, đánh nhau cùng cấp, hắn sẽ không thua bất cứ người nào. Ngược lại, nếu như khai chiến ở Nhật Nguyệt Cốc, hắn vẫn không có đạt đến Nhật Nguyệt cực cảnh, đối đầu người tu ra cực cảnh đương nhiên phải bị thiệt thòi thậm chí không phải đối thủ. Đương nhiên, còn có 3 năm, hắn còn có thể tiếp tục tăng cao tu vi, nhưng muốn đạt đến cực cảnh đỉnh cao rất khó, rất khó. Sẽ có địa phương cổ quái như thế, hẳn là hai thế giới xung đột tạo thành. Mặc ngươi là thánh nhân thì đã làm sao, ở vùng thế giới này tu luyện liền sẽ bị vùng thế giới này hạn chế." Lang Hàn thầm nói, "Này này này, các ngươi có nghe nói một việc lớn không?" Một nam tử đột nhiên hét lớn, trong miệng hắn đang hỏi người khác có nghe nói không. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn dương dương tự đắc, như là đang nói, các ngươi cũng không biết đi, ta có tin tức độc nhất đây này. Tin tức gì? Rất nhiều người đều hỏi. Nam tử này mặc trang phục màu đen, tóc dài tết lên, lồng ngực nửa trần, có một loại khí tức dũng mãnh. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào mình, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hư vinh, bưng bát rượu lên uống từng ngụm lớn. Ngay ở ngày hôm trước, một con cháu của Tả đại tướng quân tới Tử Nguyệt quân đoàn, muốn mang đi một người kết quả bị đuổi ra khỏi cửa, mặt cũng suýt chút nữa bị đánh sưng lên. Cái gì? Không ít người đều bật cười, người này là điên rồi sao, lại dám chạy đến Tử Nguyệt quân đoàn đòi người, không biết Tử Nguyệt thần nữ bao che khuyết điểm nhất sao. Trong lòng Lăng Hàn giật mình, con cháu của Tạ Đại tướng quân. Này tất nhiên là Tạ Đông Lai, hắn biết Thiên Phượng thần nữ chạy tới chiến trường hai giới, hơn nữa còn ở trong Tử Nguyệt quân. Chờ chút, coi như là Tạ Đại tướng quân cũng không thể đưa tay đến chiến trường hai giới tuy trong thiên hạ không có bí mật vĩnh viễn, nhưng không thể nhanh như vậy liền để tạ Đông Lai tìm được thiên phượng thần nữ. Trừ khi, có người mật báo, Lăng Hàn lập tức nghĩ đến Chu Lệ Vân, nàng là bản thân của thiên phượng thần nữ, hẳn biết một ít chuyện của thiên phượng thần nữ, kể cả chuyện tại sao nàng lại tới chiến trường hai giới. Hừ, Lăng Hàn không nhịn được động sát ý, người cái này không phải đẩy người vào hố lửa sao. Người ở mấy bàn bên cạnh đều không nhịn được dùng mình, sát ý của Lăng Hàn thật đáng sợ, càng nắm giữ một tia thiên uy, để bọn họ đều hoảng sợ từ đáy lòng, không ai không dồn dập đứng dậy tính tiền, không dám đợi tiếp nữa. Có điều, những người khác không có bị ảnh hưởng, vẫn còn đang bàn luận trên trời dưới biển. Vị con cháu của Tạ gia kia là ai? Có người không nhịn được hỏi. Kha kha, nam tử kia cười nói, "Tạ Đông Lai, cái gì? Là Tạ Đông Lai, kia là nhân vật rất được trọng thị ở Tạ gia a." Chương 1329, xung đột, không sai, tu đạo chỉ mấy vạn năm cũng đã là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, có người nói có hy vọng ở trong trăm vạn năm đột phá tinh thần cảnh. Ai, nếu như ta trong trăm vạn năm có thể đột phá đến nhật nguyệt cảnh trung cực vị là tốt rồi, nếu không liền hai chân ưỡn một cái, thành quỷ ở thế giới bên kia. Ha ha, giết nhiều chút tà ma minh giới, tích lũy công huân, đổi được đủ tài nguyên, đột phá trung cực vị khẳng định không khó. Tất cả mọi người gật đầu, nơi này có rất nhiều người kỳ thực đã sớm xuất ngũ, nhưng bọn họ vẫn ở đây không đi, chính là muốn liều một phen, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Có mấy người xác thực thành công, nhưng càng nhiều người là vĩnh viễn ở lại nơi này, hài cốt không còn. Lúc trước Tam Nguyên Thượng Nhân chính là ở đây được gặp gỡ, mới thành công bước vào hàng hà cảnh, đáng tiếc, bị hổ nữ một quyền đánh nổ. Tử Nguyệt Thần Nữ cũng thật khí phách, ngay cả mặt mũi của tạ gia cũng không cho. Kha kha, người nào không biết Tử Nguyệt Thần Nữ bao che khuyết điểm, yêu binh như con, ngay cả tạ đại tướng quân tự mình đứng ra cũng không nhất định có thể làm cho tử nguyệt thần nữ thoái nhược, huống chi chỉ là tạ đông lai. Ừ, tất cả mọi người gật đầu, ha ha, tạ đông lai ta làm sao? Trong tiếng cười gần, chỉ thấy một nam tử thân thể như ngọc đột nhiên từ cửa xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, tỏa ra một luồng khí thức đặc hữu của cường giả. Trong tử lâu, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, đó là tạ đông lai. Dù cho ai cũng biết trong lang nha thành cấm chỉ tư đấu, nhưng ai sẵn lòng bị tạ đông lai nhìn chằm chằm, này ý nghĩa kết thù với tạ đại tướng quân hậu quả đáng sợ như thế lại có mấy người sẵn lòng gánh chịu không nói cái khác chỉ cần truyền ra mình đắc tội tạ ra vậy trên đời này lại có bao nhiêu người sẵn lòng lui tới với mình lại nói bản thân tạ đông lai là cao thủ nhật nguyệt cảnh đại viên mãn càng là thiên tài có hy vọng rất lớn bước vào tinh thần cảnh chỉ là hắn liền không có bao nhiêu người sẵn lòng đi đắc tội ánh mắt của tạ đông lai đảo qua căn bản không người nào dám nhìn thẳng hắn như một vị đế vương uy không thể địch hắn cười gằn, lại dám ở sau lưng nói xấu mình, những tiện dân này thực không biết mùi vị. Nếu không phải đây là lang nha thành, hắn khẳng định sẽ tiêu diệt tất cả. Ồ, hắn hơi sướng sờ, bởi vì có một người trẻ tuổi lại còn nhàn nhã uống rượu, thật giống như căn bản không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Người trẻ tuổi này rất bắt mắt, như hạc đứng trong bầy gà, bởi vì mấy bàn phụ cận hắn đều trống không, so với tình cảnh náo nhiệt trong tủ lâu, có vẻ hoàn toàn không hợp. Tạ Đông Lai nhanh chân đi tới, mà sau lưng hắn, Kỳ thực còn có hai lão giả đi theo, chỉ là bọn hắn cùng Tạ Đông Lai duy trì khoảng cách tương đương, xa xa mà theo, thật giống như căn bản không phải một đường. Hắn đặt mông ngồi ở đối diện Lăng Hàn, tản mát ra khí thế đại viên mãn, cho Lăng Hàn lực áp bách mạnh mẽ. Lăng Hàn chỉ như không thấy, trong lòng hắn đã bắt đầu sôi trào sát ý, chỉ là thứ nhất hiện nay còn giết không được đối phương, thứ hai nơi này không tiện ra tay, bởi vậy, hắn chỉ ở trong lòng nghĩ nên làm sao cho tên này một chút đau khổ. Dám dây dưa thê tử của hắn, tự nhiên không có đạo lý bỏ qua đối phương các hạ sưng hô như thế nào tạ đông lai hỏi trong ánh mắt lại có một tia kinh ngạc bởi vì người trẻ tuổi này lại ở dưới khí thế của hắn không biến sắc chút nào rõ ràng chỉ là tiểu cực vị đỉnh cao mà thôi sao linh hồn kiên định như vậy nghe bá lang hàn thuận miệng nói tạ đông lai thông minh hiển nhiên rất cao lập tức lộ ra vẻ giận dữ tiểu tử này lại dám trêu chọc mình hắn hừ một tiếng nói các hạ mở miệng liền hại người tốt như vậy sao? Kẻ ngu si, người không mời tự ngồi, không mắng người thì mắng ai? Lăng Hàn Xì si nói, hắn vốn không muốn xung đột với đối phương nhanh như vậy, nhưng ai bảo tạ Đông Lai nhất định ngồi mình xin mắng chứ? Tạ Đông Lai tức điên, tỏa ra sát ý như thực chất, người trẻ tuổi này thực to gan, ngay cả mình cũng dám nhục mạ. Hắn là con cháu của tạ gia, nên không có kiêng kỵ cái gì, muốn động thủ. Thiếu chủ, hai lão giả nguyên bản đứng gác ở cửa thang, nhưng hiện tại đều cất bước đi tới phía sau tạ Đông Lai, nhẹ giọng nhắc nhở đối phương. Ở lang nha thành động thủ, vậy ngươi hại người một, liền trả gấp 10 lần. Đương nhiên, nếu giết người, vậy chỉ cần mạng đền mạng là được, sẽ không hành hạ thi thể. Đây là mấy vị cường giả hàng hà cảnh liên thủ định ra quy củ, ngay cả tạ Đông Lai phạm vào cũng đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi, tuy bảng hiệu của tạ Đại Tướng Quân rất tiện dụng, nhưng tạ Đông Lai vẫn không có mặt mũi lớn như vậy. Đổi thành là tạ Đại Tướng Quân ở đây giết người, này phỏng chừng mấy người từ nguyệt thần nữ nhiều nhất chỉ kháng nghị một chút, nhưng tuyệt đối không thể trở mặt với tạ đại tướng quân. Đồng dạng, coi như phương diện lang nha thành làm thịt tạ Đông Lai, tạ đại tướng quân đồng dạng không thể vì một từ tôn mà trở mặt với vài tên cường giả hằng hà cảnh. Vì lẽ đó, có chút quy củ vẫn là phải tuân thủ. Tạ Đông Lai đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý như vậy, chỉ phải ngăn hỏa khí, trong lòng hắn nổi giận, từ nhỏ đến lớn, người dám to gan ngỗ nghịch hắn như vậy rất hiếm thấy cho dù có cũng đã sớm một phần xanh cỏ. Trước tiên có một thiên phượng nữ dám đào hôn, hiện tại lại có một người trẻ tuổi dám cả gan nhục mạ mình, kha kha, thế giới này là muốn phản sao. Hắn đứng lên nói, các hạ, ta nhớ kỹ ngươi, lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể thấy được lăng hàn hiện tại dùng chỉ là ngụy trang, nhưng không quan hệ, hắn nhận chính là khí tức của lăng hàn, đây là đồ vật mà võ giả rất khó sửa đổi, trừ khi sửa tu công pháp. Lăng hàn cười nhạt nói, cút, đừng ảnh hưởng khẩu vị của ta, sắc mặt của tả Đông Lai không khỏi tối sầm lại, lại muốn tức giận, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu đương đại, mạnh mẽ ấn xuống kích động, chỉ cảm thấy không thể ở chỗ này nữa, nếu không hắn sẽ tức chết. Võ giả, khoái ý ân cừu, khó chịu thì dùng nắm đấm, kìm nén như vậy để hắn rất khó chịu. Hắn xoay người rời đi, hai lão giả nhìn chằm chằm lăng hàn một hồi lâu, lúc này mới cũng theo rời đi. Trong tử lâu cũng dần dần khôi phục tiếng nói, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, thanh âm của mọi người cũng nhỏ đi rất nhiều. Bọn họ vừa nói, một bên nhìn lại Lăng Hàn, đều cảm thấy người này gan to bằng trời, lại dám đối nghịch tạ ra. chương 1330, mời về đi, dù sao cũng là người trẻ tuổi, không khống chế được hỏa khí, hiện tại nơi này là Lang Nha Thành, đối phương đương nhiên không dám động thủ, nhưng lẽ nào có thể cả đời trốn ở trong Lang Nha Thành sao? Có lão giả lắc đầu, cho rằng cách làm của Lăng Hàn quá không khôn ngoan. Lăng Hàn tới nơi này vốn không phải vì ăn uống, mà là tìm hiểu chút tin tức, thấy thế liền không ở nữa, hắn tính tiền, quay lại phòng đấu giá. Bán đấu giá chỉ còn dư lại hai ngày, lão nhân sâm cùng con thỏ đều như cá gặp nước, cả ngày ở bên ngoài tiêu dao đều không nỡ trở về, Lăng hàn ngược lại cũng không lo lắng, hai người này đều cực kỳ láo lỉnh, trừ khi tinh thần cảnh ra tay, nếu không thật không ai có thể bắt bọn họ. Hai ngày đi qua rất nhanh, Lăng hàn mang theo giới linh thạch tới chính sảnh, đan dược hắn đã giao cho phòng đấu giá, nhưng giá trị của giới linh thạch quá lớn, hắn vẫn thua ở bên người, ở ngày đấu giá mới giao ra. Hắn đi tới Tiền Thính, tìm Tiểu Nhị, bảo đối phương đi thông báo cho người phụ trách của Kim gia, thời điểm đang đợi, chỉ thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện, không phải Tạ Đông Lai thì ai nữa. Lấy thân phận cùng tài lực của Tạ Đông Lai, tham gia buổi đấu giá như vậy cũng không ngạc nhiên, mà với hắn mà nói, hiện tại là Nhật Nguyệt Cảnh đại viên mãn, khẳng định cấp thiết muốn đột phá tinh thần cảnh thậm chí cực cảnh, bởi vậy, giới linh thạch to bằng bàn tay hắn nhất định muốn lấy được. "Ngươi," Tạ Đông Lai nhìn thấy Lăng Hàn, gương mặt Tuấn Tú lập tức trở nên âm trầm, cười lạnh nói. Ha ha, hiện tại phòng đấu giá kim nguyên thực kém cỏi, am yêu a cầu gì cũng có thể tới sao. Tạ Thế Tử, ngài là chỉ, bên cạnh tạ Đông Lai đi theo một người của phòng đấu giá, bởi vì thân phận của hắn tương đối cao, nên phòng đấu giá cũng khá coi trọng, phát động một vị nhân vật khá có địa vị. Người này tên Kim Tuyên, luôn ham muốn trèo lên trên, thu được địa vị càng cao hơn, bởi vậy tạ Đông Lai liền thành đối tượng hắn muốn nịnh bợ. Nếu như có thể lắp lên tạ ra, vậy địa vị của hắn ở trong gia tộc khẳng định sẽ tăng vụt. Ta chán ghét tiểu tử này, tạ Đông Lai không chút khách khí chỉ vào Lăng Hàn, ta rõ ràng, Kim Tuyên gật gù, nhìn tiểu nhị ở hai bên trái phải nói. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi người này ra ngoài. Trước hắn chưa từng thấy Lăng Hàn, không biết Lăng Hàn chính là khách hàng lớn lần này cung cấp giới linh thạch, bằng không hắn chắc chắn sẽ không nói lời như vậy. Nhưng hiện tại, hắn làm một sai lầm cực lớn, Lăng Hàn chỉ cười cợt, nhìn Kim Tuyên nói hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ha, ngươi còn dám uy hiếp ta, thực sự là buồn cười. Kim Tuyên cười gần, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, lúc nào ngay cả một nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị nho nhỏ cũng dám ở trước mặt hắn bảo hắn không nên hối hận. Đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, hắn phất tay nói, tạ đông lai cười gần, hạng người vô danh này cũng dám đấu với hắn. Trước ở tử lâu là không tiện ra tay, nhưng hiện tại hắn có thể mượn lực, căn bản không cần tự mình ra tay liền có thể làm cho người này mất hết thể diệt. Lăng Hàn cũng không phản kháng, mặc cho hai tên phục vụ đưa hắn ra cửa lớn. Vừa nãy hắn đã thông báo cho một tên tiểu nhị, bảo đối phương đi mời Kim Minh, là người phụ trách cao nhất của Kim gia ở chỗ này. Lúc trước Lăng Hàn nói muốn bán đấu giá giới linh thạch, chính là Kim Minh trực tiếp tiếp đón hắn, cho đủ coi trọng. Tạ thế tử, xin mời. Kim Tuyên bày tư thái rất thấp, thực lực của Kim gia rất lớn, thậm chí vượt xa tạ gia, ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng kỵ. Nhưng người của Kim gia cũng thực quá nhiều, Loại chi mạch như hắn muốn nắm quyền lực, nhất định phải dựa vào ngoại lực. Ngược lại, Tạ Đông Lai cũng chỉ là tộc nhân tương đối trọng yếu của Tạ gia, không phải đại nhân vật nắm quyền chân chính. Nếu như có quái vật khổng lồ như phòng đấu giá Kim Nguyên ở sau lưng giúp đỡ, với hắn cũng phi thường có lợi. Bởi vậy, hai người ăn nhịp với nhau, chỉ là khí chàng của Kim Tuyên rõ ràng kém hơn Tạ Đông Lai quá nhiều. Hai người ở chung, Tạ Đông Lai chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Xem ra, Kim Tuyên càng nhiều chính là một tôi tớ, một con chó săn ở kim tuyên dẫn dắt tạ đông lai tiến vào một phòng khách mà kim tuyên cũng không đi ra tiếp tục ở trong bao xương bồi tiếp đối phương hiển nhiên là muốn lấy hết khả năng thành lập quan hệ lại nói kim minh được thông báo vội sai tiểu nhị mang lăng hàn đi gặp hắn nhưng tên tiểu nhị kia đi tới tiền thính quay một vòng nhưng không có phát hiện tâm thích của lăng hàn hắn tự nhiên sốt sắng vội vã gọi người tới bên cạnh hỏi thế mới biết lăng hàn bị đuổi ra ngoài hắn vội chạy ra ngoài cửa chỉ thấy lăng hàn đang ở đối diện uống trà bộ dáng cực kỳ nhàn nhã lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ lăng hàn đi thẳng một mạch vậy phòng đấu giá liền nháo một chuyện cười lớn hàn thiếu bán đấu giá sắp bắt đầu mời theo tiểu nhân vào thôi hắn cẩn thận từng ly từng tí nói lăng hàn khẽ mỉm cười lắc đầu nói ta bị người đuổi ra nếu như trở lại không phải quá mất mặt sao ý của hàn thiếu là tiểu nhị này bắt đầu chảy mồ hôi lạnh đơn giản ai đuổi ta đi người đó mời ta trở lại Lăng Hàn cười nói, "Có điều, ta là bị trục xuất, ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ đúng hay không?" Tiểu Nhân rõ ràng, tiểu nhị này cũng không có khuyên, biết việc này mình không làm chủ được, vội vã đi gặp Kim Minh, bẩm báo tình huống như thực. Oanh, Kim Minh lập tức vỗ bàn, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Một tháng này, hắn cũng tra xét ra ngọn nguồn của Lăng Hàn, biết đối phương không chỉ là khách hàng lớn lần này, thậm chí còn là một vị đan sư cấp 8. Hắn chính là cường giả tinh thần cảnh tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra chân thân của Lăng Hàn là Tiểu Hải Nhi, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không cho là Lăng Hàn thực chỉ lớn như thế, mà cho rằng Lăng Hàn có khả năng ăn đan dược lung ta lung tung gì, mới sẽ nghịch sinh trưởng. Điều này làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ, lại còn có thể làm cho thân thể phản lão hoàn đồng, đan dược này. Chưa từng nghe thấy, tuyệt đối là kỳ dược, coi như chỉ hướng về thân phận đan sư cấp 8, Kim Minh cũng quyết định phải cố gắng tiếp đãi Lăng Hàn. Trẻ tuổi như thế đã là đan sư cấp 8, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Kim Tuyên ngươi lại dám đổi khách nhân tôn quý như vậy ra khỏi cửa. Hiện tại hắn thật muốn đánh Kim Tuyên một trận, chỉ biết nịnh bợ quyền quý, nhưng bỏ qua quý nhân chân chính. chương 1331, bồi tội thượng. Ngu xuẩn, Kim Minh hừ một tiếng, chẳng trách Kim Tuyên lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không có độc trưởng một phòng đấu giá, chỉ có thể nịnh nọt sao được. Người như vậy, chỉ có thể lụn bại tài sản của Kim gia, thỏa mãn tư dục của mình. Tiểu nhị bên cạnh câm như hến, hiện tại hắn không dám lắm miệng một chút nào. Kim Tuyên ở đâu? Kim Minh hỏi, ở phòng khách số 7. Tiểu nhị này vội vàng nói, trước khi tới đây bẩm báo, hắn tự nhiên đã sớm hỏi rõ ràng. Kim Minh đứng lên, bước về phòng khách số 7. Oanh, đi tới chỗ, hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Người nào? Kim Minh đại nhân, Kim Tuyên vừa định quát hỏi, lại phát hiện người này là chỉ huy cao nhất của gia tộc ở đây, vội vã bảy biện chính thái, tuy hắn cũng là người nhà họ Kim, nhưng địa vị kém rất nhiều, hơn nữa, đối phương là tinh thần cảnh, Hắn chỉ là nhật nguyệt cảnh, thực lực chênh lệch rất lớn. Đi theo lão phu, Kim Minh trầm giọng nói, trước mặt người ngoài, hắn cũng không muốn trách cứ Kim Tuyên, cái này ném chỉ là mặt của Kim gia. Kim Tuyên không hiểu ra sao, chuyện gì thế này? Kim Minh tiền bối, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tạ Đông Lai cùng Kim Tuyên đang ở vào kỳ trang mật, đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn, lúc này mở miệng hỏi, là thay Kim Tuyên hỏi. Ánh mắt của Kim Minh đảo qua, lạnh nhạt nói, đây là việc tư của bổn gia kính xin tạ thế tử không nên nhúng tay. bản thân hắn là cường giả tinh thần cảnh, thế lực của kim gia có thể sánh ngang đế triều, tự nhiên không cần sợ tạ đông lai. nếu không phải hắn là người làm ăn, căn bản ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cần cho. tinh thần cảnh đối với nhật nguyệt cảnh cao cao tại thượng, cái này không phải chuyện rất bình thường sao? tạ đông lai không khỏi biến sắc, đối phương lại không bán mặt mũi của tạ gia. nếu như trao đổi một người, hắn khẳng định sẽ nổi giận, nhưng đối phương là cường giả tinh thần cảnh hắn có tư cách gì bất mãn còn không theo lão phu đi kim minh lạnh lùng nói lần này kim tuyên không dám không nghe ngay cả tạ đông lai mở miệng cũng vô dụng hắn nào còn dám lắm miệng hắn ngoan ngoãn ra ngoài theo kim minh một đường đi xuống lầu đi ra bên ngoài kim minh đại nhân không biết chúng ta đi nơi nào hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi kim minh không đáp chỉ dẫn đối phương ra ngoài tới quán trả đối diện lang hàn đang ngồi ở đó kim tuyên vừa thấy không khỏi giật mình thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì tiên tiểu tử này. Làm sao có khả năng? Hắn lập tức thầm nói, lần này người tới tham gia đấu giá hắn đều điều tra, chỉ lấy bối cảnh mà nói, không người cao hơn Tạ Đông Lai. Bởi vậy, nếu người này không hợp với Tạ Đông Lai, vậy hắn tự nhiên lựa chọn Tạ Đông Lai, cũng phù hợp lợi ích của gia tộc. Nhưng đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Lăng đại sư, Kim Minh cười chắp tay với Lăng Hàn, mặc dù bất luận thân phận nào của đối phương cũng không thể đánh đồng với cường giả tinh thần cảnh nhưng hướng về tuổi của đối phương, hắn vẫn quyết định dành cho Lăng Hàn lễ ngộ tương đối. Đệt, Kim Tuyên nhất thời trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt khó coi như ăn 100 con ruồi. Hàn thiếu, Kim Minh lại gọi người trẻ tuổi này là Hàn thiếu. Phải biết, coi như đối đầu Tạ Đông Lai, Kim Minh cũng chỉ rất vì ý kêu một tiếng Tạ thế tử, không có để đối phương ở trong lòng. Nhưng đối mặt Lăng Hàn, trước tiên chắp tay chào, lại kêu một tiếng Hàn thiếu, đây là mặt mũi bao lớn. Nhưng hắn lại không biết nguyên bản kim minh cũng không cần khách khí như thế ai bảo hắn đuổi lăng hàn ra khỏi cửa cơ chứ hiện tại muốn mời lăng hàn về không khách khí sao được hắn không khỏi ngơ ngác nghĩ đến trước đó lăng hàn đã từng hỏi hắn sẽ hối hận hay không lúc đó hắn đương nhiên là khít mũi coi thường nhưng hiện tại hắn thật hối hận rồi người trẻ tuổi này đến cùng là ai vì sao lại được kim minh coi trọng như thế kim đại nhân lăng hàn lập tức đứng lên đối phương là một vị tinh thần cảnh nếu như hắn lẫm lẫm liệt liệt ngồi đó, vậy cũng quá ngạo mạn. Kim Minh gật gù nói, thực là không tiện, lão phu không có quản tốt thuộc hạ, để hàn thiếu bị ủy khuất. Ha ha, lăng hàn chỉ cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Kim Tuyên nói. Vị này là ai vậy? Khóe miệng của Kim Tuyên không nhịn được co giật một hồi, thầm nghĩ ta vừa mới đuổi ngươi ra ngoài, người sao có khả năng ngay người liền không quen biết ta. Cái tên này rõ ràng là đang cố ý chào phúng mình. Nếu không có Kim Minh ở một bên, hắn phỏng chừng sẽ một cái tát đánh lên, tu đạo hơn 2 triệu năm, hắn cũng bước lên nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, dưới cái nhìn của hắn, muốn chân áp một tiểu cực vị tự nhiên là sự tình ung dung vui vẻ. Nhưng hiện tại, sắc mặt hắn chỉ có đen thui, xem Kim Minh nói thế nào. Kim Tuyên, còn không nhận lỗi với hàn thiếu, Kim Minh trầm giọng nói, đến rồi, quả nhiên đến rồi, Kim Tuyên không phục nói, xin hỏi Kim Minh đại nhân, ta sai nơi nào? Nếu như tùy tùy tiện tiện liền nhận sai, vậy mặt mũi hắn còn đâu? nha đối phương muốn mặt hắn liền không biết xấu hổ sao? tuy thân phận của Kim Minh cao hơn hắn nhưng hắn cũng là người của Kim gia mệnh lệnh không hợp lý có thể không nghe bằng không nháo đến chấp pháp đường của gia tộc xem ai đứng vững được lý. hừ Kim Minh cười gằn hắn thật muốn quất chết thằng ngu này không có chút bản lãnh lại chỉ biết tranh quyền đoạt lợi không nhìn đại cục chút nào ánh mắt hẹp hòi đến giận sôi. hắn nói vị Hàn thiếu này chính là người cung cấp giới linh thạch bán đấu giá lần này. ồ trong lòng kim tuyên không khỏi chấn động thế mới biết tại sao kim minh coi trọng lăng hàn như thế hóa ra đây là một vị khách hàng lớn có thể nói sở dĩ lần bán đấu giá này quy cách cao như vậy chính là bởi vì có một khối giới linh thạch to bằng bàn tay tuyệt đối không nên coi thường nó bởi vì giới linh thạch càng lớn quy tắc trong đó sẽ càng hoàn chỉnh càng dễ dàng để võ giả tìm hiểu vì lẽ đó coi như mấy trăm khối giới linh thạch nhỏ gộp lại có thể bằng khối lớn nhưng nói đến giá trị vậy nhân lên gấp ngàn cũng không sánh được có điều, đối phương cũng chỉ là một vị chủ bán mà thôi, cần cho đối phương quy cách cao như thế sao? Có thể có được một khối giới linh thạch lớn như vậy, chỉ là đối phương đi vận khí cức chó, hà tất người có địa vị cao lại nhân nhượng người có địa vị thấp. Còn không nhận lỗi, Kim Minh hơi không kiên nhẫn, có ý nghĩ đá đối phương về bổn ra, lưu tên ngu ngốc như vậy ở bên người, quả thực là đang hại mình. chương 1332, Bồi tội hạ. Sắc mặt của Kim Tuyên lúc xanh lúc đỏ, nhưng vẫn thỏa hiệp nói vừa nãy có chỗ đắc tội kính xin hàn thiếu thứ tội nếu để lăng hàn phẫn nộ thủ tiêu bán đấu giá giới linh thạch vậy kim ra không thể nghi ngờ liền nháo một chuyện cười mà mất mặt xấu hổ như vậy hắn là kẻ cầm đầu khẳng định khó thoát khỏi gia tộc xử phạt vì lẽ đó cân nhắc đến điểm ấy hắn vẫn kinh sợ lăng hàn lắc đầu nói ta không quen biết ngươi kim tuyên không khỏi giận dữ ý này của lăng hàn rất đơn giản chính là không chấp nhận hắn xin lỗi chỉ là một nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị kiêu ngạo cái gì chứ? Kim Minh mở miệng, trầm giọng nói, Kim Tuyên, nếu một vị đan sư cấp 8 bị ngươi đuổi ra khỏi cửa, ngươi cho là mình phải nên làm như thế nào mới có thể để đối phương nguôi giận? Kim Tuyên sững sờ, lời này của Kim Minh là có ý gì? Lẽ nào Lăng Hàn còn có thể là một vị đan sư cấp 8 sao? Đùa giỡn, tên này mới bao nhiêu tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua một ngàn, có thể nói là thiên tài võ đạo, nhưng muốn nói đến đan đạo đại sư, vậy liền ha ha đan đạo làm sao tăng lên, cần luyện chế một lò một lò đan dược, kia là thời gian chân thật, nào giống võ đạo, người số may ăn một viên thần đan, nói không chắc lập tức từ phàm nhân nhảy đến tinh thần cảnh. Đan sư cấp 8 chưa tới ngàn tuổi, thực sự là chuyện cười lớn, ngươi cho rằng lão phu đang nói chuyện cười với ngươi, Kim Minh cười gần, nếu không như vậy, hắn sao có khả năng xem trọng lăng hàn như vậy. Chủ bán to lớn hơn nữa thì đã làm sao, tinh thần cảnh cùng nhật nguyệt cảnh là một rãnh trời. Trong lòng Kim Tuyên kinh hãi, muốn nói Kim Minh cầm cái này ra đùa hắn, vậy bản thân chính là một trò đùa. Lẽ nào Lăng Hàn thực sự là đan sư cấp 8? Sắc mặt của hắn kịch biến, đuổi một vị đan sư cấp 8 ra khỏi cửa. Truyền đi, hắn thật sẽ bị lột một lớp ra a. Đan sư, địa vị cao cả, hơn nữa, cái quần thể này còn khá đoàn kết, người đắc tội một vị đan sư, đặc biệt là loại đắc tội vô duyên vô cớ, sẽ làm quần thể đan sư cừu thị ngươi. Đến thời điểm đó, không có một đan sư nào sẵn lòng giao đan dược cho phòng đấu giá kim nguyên tiêu thụ, vậy đả kích đối với gia tộc chính là vô cùng lớn. Mà hắn là ngòi nổ, kẻ cầm đầu, chắc chắn sẽ bị gia tộc nghiêm xử. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sợ hãi, hai chân mềm nhũn quỳ xuống nói. Hàn thiếu, là ta mắt chó không trâu, hết thảy đều là sai của ta, cầu ngươi tha thứ. Hắn không ngừng dập đầu, nước mắt nước mũi chảy xuống. Kim Minh tức giận đến suýt chút nữa một cái tát đập chết tên này, hắn bảo Kim Tuyên bồi tội, nhưng không phải bộ dáng này a. À. ngươi vừa quỳ ném không chỉ là mặt của ngươi, còn có mặt của kim ra a. À. thằng ngu này thực sự là ngu xuẩn, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. há hóa ra là ngươi a. À. lăng hàn vỗ tay một cái, như đột nhiên nhớ tới kim tuyên là ai. kim tuyên lau mồ hôi lạnh, tựa hồ ứng phó qua a. À. chỉ cần lăng hàn không cưỡng ép, trước để cho bán đấu giá thuận lợi tiến hành, vậy hắn lại bồi chút lời hay, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. hắn cũng không biết. Kim Minh đã tuyên án hắn tử hình, không bao lâu nữa sẽ nhét hắn về bổn ra, lại thêm vài lời bình, hắn ở Kim gia liền đừng hòng ra mặt nữa, chỉ có thể tầm thường qua một đời này. Hàn thiếu, xin mời. Kim Minh chẳng muốn tức giận nữa, nhìn Lăng Hàn nở nụ cười. Đại nhân xin mời, Lăng Hàn cũng rất khách khí. Hai người sóng vai đi vào phòng đấu giá, Lăng Hàn cố ý lạc hậu nửa bước, bày ra tôn trọng với cường giả tinh thần cảnh, để Kim Minh rất hài lòng, người trẻ tuổi này cũng không cậy tài khinh người cũng không được voi đòi tiên. Kim Tuyên đi theo sau, hắn còn muốn cùng Lăng Hàn liên lạc tình cảm một chút, tầng bốc nịnh nọt đối phương, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Lăng Hàn có vầng sáng của đan sư cấp 8, đáng giá kéo quan hệ A. Kim Minh dù sao cũng là đại nhân vật, thấy Lăng Hàn đã không nôn khí, liền cầm giới linh thạch rời đi trước, mà Kim Tuyên thì hùng hục bồi tiếp Lăng Hàn, phải hầu hạ vị đại gia này. Đan sư cấp 8A, rất châu bò, Lăng Hàn so với Kim Tuyên thì thấy rõ hơn nhiều, Kim Minh đã có vẻ chán ghét rõ ràng, hiển nhiên Kim Tuyên ở đây là không thể sống quá lâu. Bởi vậy, hắn ngược lại cũng chẳng muốn đi đối phó Kim Tuyên, chỉ rất tùy ý ứng phó. Hàn thiếu, xin mời. Kim Tuyên đầy mặt đều là nụ cười nịnh ngọt, cùng Ninh Lăng Hàn đi tới lầu 3, vào phòng khách chữ hào. Ở phòng đấu giá Kim Nguyên, phòng khách tổng cộng chia làm hai cấp bậc, một là chữ thiên, một là chữ hào, chữ thiên cơ bản vẫn trống không, bởi vì chỉ có cường giả hàng hà cảnh mới có tư cách ngồi. Là cường giả hàng hà cảnh, không phải đời sau, truyền nhân của hắn. Mà phạm vi chữ Hào liền rộng, như cường giả tinh thần cảnh, hậu nhân của hằng hà cảnh, hoặc ở đan đạo, luyện khí có thành tựu đặc thù, bởi vậy, chữ Thiên chỉ có mấy gian, nhưng chữ Hào lại có hai tầng. Nhưng đã có hai tầng, vậy cũng có khác nhau, khẳng định ở trên sẽ khá hơn một chút. Kim Tuyên dẫn Lăng Hàn tới phòng khách chữ Hào, giống tạ Đông Lai, cho thấy hắn bây giờ coi trọng Lăng Hàn. Chi, một cửa bao xương mở ra, đi ra một thanh niên anh tuấn, chính là tạ Đông Lai hắn nhìn thấy Kim Tuyên cùng Lăng Hàn kết bạn mà đến, đặc biệt là Kim Tuyên còn định hót lạc hậu nửa bước, cảnh tượng như vậy nhất thời để hắn chố mắt ngoác mồm, đầu óc không xoay chuyển được. Tình huống thế nào, tên này không phải bị đuổi ra ngoài rồi sao, tại sao lại trở về? Hơn nữa, nhìn dáng dấp kia vẫn là Kim Tuyên tự mình mời về. Hí, cái ra hỏa hai mặt này, mới vừa rồi còn cùng mình xưng huynh gọi đệ, nói các gì trông nom lẫn nhau, nhưng vừa quay đầu liền bán đứng mình a à. ngươi Người cũng quá không biết xấu hổ đi. Sắc mặt của Tạ Đông Lai lập tức âm trầm như nước, hắn hừ một tiếng nói: "Kim huynh, ta cần một lời giải thích." Kim Tuyên lộ ra vẻ khó khăn, hắn cũng không muốn đắc tội Tạ Đông Lai a. À. Nhưng Lăng Hàn cùng Tạ Đông Lai đối lập, hắn kẹp ở giữa cũng chỉ có thể lựa chọn một cái, hai mặt đều muốn lấy lòng, vậy nhất định chỉ có thể rổ chút múc nước. Hắn cắn răng một cái, ngược lại đã bị Tạ Đông Lai nhìn thấy, liền hắc đến cùng a. À. "Ha ha, cần giải thích gì chứ?" Hắn kiên cường nói. Ta cùng Tạ Thế Tử có quan hệ gì sao? Tả Thế Tử? Tạ Đông Lai không khỏi nhíu mày, nhanh như vậy liền cùng mình phân rõ giới hạn. Được, 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 chương 1333, hai mặt. Hắn vừa giận vừa hiếu kỳ, Kim Tuyên là không thể vô duyên vô cớ trở mặt với mình, mà như loại tiểu nhân này, khẳng định có lợi mới sẽ ngược gió chuyển hướng. Chiếu như thế xem, Lăng Hàn hẳn là có lai lịch lớn. Có thể có lai lịch gì đây? Còn muốn trâu bò hơn con cháu của Tạ Đại tướng quân sao? Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, cuối cùng lộ ra vẻ thận trọng, có thể trở thành tiểu bối được coi trọng của Tạ gia, hắn không chỉ có thiên phú mà thôi, làm người tất nhiên cũng cực kỳ thông minh. Các hạ đến cùng là ai? Hắn hỏi, Kim Tuyên lập tức đánh tiên phong nói, vị này chính là Lăng Hàn Hàn thiếu, Hàn thiếu là đan sư cấp 8. Cung cấp giới linh thạch chỉ có thể nói Lăng Hàn là khách hàng lớn, ở trên địa vị không có gì tăng lên, nhưng đan sư cấp 8 liền không giống. Ồ, Tạ Đông Lai không khỏi biến sắc. Đan sư cấp 8 trẻ tuổi như thế. Đan sư địa vị cao cả, so với võ giả đối ứng cao hơn nửa bậc. Mà hắn là thiên tài võ đạo, tự nhiên không cần quá mức lưu ý đan sư cùng cấp, nhưng Lăng Hàn cũng là thiên tài đan đạo a, nhân tài như vậy càng ít, tự nhiên cũng càng được coi trọng. Trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài võ đạo, thỉnh thoảng sẽ có vài tên, nhưng đan đạo, khí đạo bất đồng, điều này cần vô số năm tháng tích lũy, rất khó xuất hiện thiên tài. Chẳng trách Kim Tuyên đổi màu cờ chỉ là chẳng lẽ đối phương không biết mình cũng không chỉ là thiên tài võ đạo đơn giản như vậy hơn nữa còn là đời sau của tạ đại tướng quân sao có hằng hà cảnh ở sau lưng giúp đỡ a à, có điều danh tự lăng hàn này tại sao có chút quen thuộc như vậy hóa ra còn là một vị đan sư tạ đông lai cười lạnh chỉ là hắn lại hung hăng cũng không dám trào phúng đan sư bởi vì cái quần thể này nắm giữ năng lượng cực lớn nếu như hắn tùy tiện đắc tội quần thể đan sư này sau khi trở về phòng chừng sẽ bị trừng phạt thậm chí từ đây bị đánh vào lãnh cung. Chó ngoan không cản đường, Lăng Hàn từ tốn nói, tạ đông lai ngoác mồm lẻ lưỡi, người lại dám nói ta là cậu. Nhưng xác thực, hắn đứng giữa đường, ngăn chặn đường đi của hai người Lăng Hàn, nói như vậy ngược lại cũng không tính có lỗi, chỉ là dùng từ có chút quá. Lăng Đại Sư cũng vừa ý giới linh thạch chứ, tạ đông lai quyết định tách ra thân phận đan sư của Lăng Hàn, cái này khá mẫn cảm, tốt nhất không nên ở trước mặt mọi người gây xung đột, thời điểm không người nhìn thấy lén lút làm thịt, vậy không phải nhất lao vĩnh giật sao? Một tên đan sư cấp 8 vào lúc này chạy đến phòng đấu giá, 99% là vì giới linh thạch to bằng bàn tay, kia là trí bảo trợ giúp ngộ đạo A. Ha ha, so tài lực, đan sư cấp 8 trẻ tuổi như thế tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nói. Vậy thì như thế nào? Ha ha, có bản thiếu ở đây, người vẫn là chết ý nghĩ đó đi. Tạ Đông Lai ngạo nhiên nói, chỉ cần bản thiếu ra tay, cái này tất nhiên là vật trong túi của bản thiếu. Hiện tại hắn chỉ có biện pháp như thế đến đả kích lăng hàn. Phốc, kim tuyên suýt nữa bật cười, vội vã dùng tay che miệng, người còn không biết đi, khối giới linh thạch này chính là lăng hàn bán đấu giá. Người cướp càng hung ác, vậy chính là đưa tiền càng hung ác a. À. Gặp qua oan đại đầu, nhưng làm oan đại đầu còn làm rào rạt đắc ý như vậy, tự mình cảm giác bạo dạp, vị này thuộc về đệ nhất rồi. Lăng hàn không chút biến sắc nói, vậy cũng chưa chắc, Ngốc điểu, người xác định có tài lực như vậy sao? Ngốc điểu, da mặt của tạ Đông Lai co giật, vừa nãy chửi mình cẩu, hiện tại lại nhục mình là chim, tiểu tử này thực làm người hận A. Trong lòng hắn cười gần, ngươi luôn không có khả năng vẫn ở lang nha thành A, vừa ra. Chính là giờ chết của ngươi, hắn quyết định chủ ý, sau khi chụp lấy giới linh thạch, nhất định phải ở trước mặt lăng hàn diễu võ dương oai một hồi, đã kích tên khốn kiếp này. Tâm niệm này né qua, hắn liền lùi vào trong bao xương, để hai người lăng hàn thông qua lăng hàn nhanh chân đi qua thời điểm qua cửa lớn liền ném câu nói tiếp theo biết tiến thối miễn cưỡng vẫn tính là một con chó ngoan ta sát tạ đông lai suýt chút nữa rút đao ra tay cũng còn tốt trong bao xương có hai lão giả mạnh mẽ nhấn hắn xuống bằng không hắn thực không thể nhẫn nhịn làm đời sau của tạ ra hắn làm bừa quen rồi hiện tại thậm chí ngay cả giết một người còn phải trói tay trói chân cảm giác này thật con mẹ nó uất ức nhất định phải giết người này Tạ Đông Lai thầm nói, sau đó về đế đô, cầu tạ đại tướng quân ra tay, nghĩ biện pháp bắt thiên phượng nữ về. Tiện nhân này lại dám đào hôn, hừ, nhìn hắn làm sao thu thập. Lăng Hàn tiến vào phòng khách, Kim Tuyên tự nhiên cũng đi theo vào, câu được câu không mà bồi tiếp, nỗ lực kéo gần quan hệ. Bất quá nói đến võ đạo, tuy cảnh giới của hắn cao hơn một chút, nhưng lý giải quy tắc thiên địa là xa xa không sâu sắc bằng Lăng Hàn, nói đan đạo, hắn vốn là một người ngoài cửa, nói đến chí hướng, hắn chỉ có tràn đầy tư dục, Sao có thể đáp cùng chứ? Hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là nói chút sự tình mà nam nhân nhất định sẽ hứng thú, tỉ như mấy ngày trước mới vừa đi Bích Xuân Các Lâm Hạnh một vị hồng cô nương, công phu tuyệt vời làm sao làm sao. Ở trong Lang Nha Thành, đương nhiên là có thanh lâu tồn tại, hơn nữa, cô nương hành nghề bên trong đều là thần linh hàng thật đúng giá, chỉ ít cũng là sơn hà cảnh. Nhưng rõ ràng có thực lực như vậy, tại sao phải làm nghề đó chứ? Kiếm tiền nhanh a, à, nam nhân kiếm sống ở đây cái nào không phải thời khắc đem đầu buộc ở bên hông, bởi vậy trái tim của bọn họ đều có chút vặn vẹo, dưới áp lực mạnh mẽ tự nhiên khát vọng phát tiết. Mà ở đây chỉ cần không chết, phải kiếm lấy lợi ích cũng lớn vô cùng, công huân có thể đổi được lượng lớn tài nguyên, nhặt được một khối giới linh thạch càng quá độ. Bởi vậy, nam nhân ở nơi này phần lớn đều ra tay rất xa hoa. Ở đây bán thịt, thứ nhất an toàn, thứ hai thu nhập kinh người, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều nữ nhân cam tâm bị ngàn người cưới vạn người đè. Nếu không một nữ nhân sơn hà cảnh đi đâu kiếm nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Trong lòng Lăng Hàn nghĩ lung tung, cố ý thất thần, bởi vì kim tuyên này thực không có nội hàm gì, lại còn bắt đầu nói chi tiết nhỏ khi chơi gái, sinh động như thật, nước bọt tung bay, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, ngay cả vách phòng cũng cách trở không được. chương 1334, Cao Thủ Thần Bí Ôn ào, trong một tiếng hử lạnh, một cánh tay như bạch ngọc đột nhiên xuất hiện, quất tới kim tuyên. Đung, một tiếng vang giòn, Kim Tuyên nhất thời yên tĩnh. Hắn che miệng, đầy mặt đều là khiếp sợ, trực tiếp bị đánh phát mộng Phải biết hắn làm người không được nữa cũng là cao thủ nhật nguyệt cảnh đại viên mãn A, nhưng đối phương người không hiện, không biết từ nơi nào đánh một tát liền đánh hắn gãy răng, nếu như đối phương thật có sát ý, một cái tát quất chết hắn cũng không khó. Hơn nữa, người không có hiện, ai có thể chứng minh là nàng giết chứ? Nói là nàng, bởi vì bàn tay này trắng mịn tinh tế, hẳn là tay của một nữ tính. Hơn nữa, Thanh âm rõ ràng cũng là giọng nữ. Lang Hàn cũng khiếp sợ, hắn hoàn toàn không thể bắt giữ cái tay này là từ nơi nào đánh tới. Cái tay này đương nhiên không phải thực thể, mà là một vị cường giả ngưng tụ nguyên lực thành, nhưng cách tường còn có thể làm như ở trước mắt, đánh gãy răng một tên nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Thực lực này thật đáng sợ, chí ít là tinh thần cảnh. Lang Hàn ở trong bóng tối so sánh người này với loạn tinh nữ hoàng, nhưng hoàn toàn không cách nào phán định thực lực của đối phương cao thấp, bởi vì đều mạnh hơn hắn quá nhiều hai tòa đại hải đặt ở trước mắt, đều vô bờ, người làm sao biết tòa nào lớn hơn. Hơn nữa, người này khống chế lực lượng tinh tế tỉ mỉ, một cái tát đánh qua, nguyên lực vừa vặn tiêu tan, không có để lại một tia gợn sóng, bởi vậy, nếu như đối phương muốn giết người, vậy sẽ dễ như trở bàn tay, hơn nữa không thể truy cứu. Nếu như đối phương là tinh thần cảnh, này phỏng trừng trí ít cũng phải là trung cực vị, mới có nghiền ép như vậy. Nhưng cân nhắc tới đây chính là phòng đấu giá kim nguyên, ở trên đầu người khác còn dám ra tay vô kỵ thân phận của đối phương có khả năng càng cao hơn kim tuyên bị đánh bối rối ăn thiệt thòi lớn như thế lại không dám đi tìm kim minh kêu oan liền đặt mông ngồi xuống ghế thật giống như choáng váng lang hàn cũng vui vẻ thanh tĩnh nhắm mắt dưỡng thần hắn đang nghĩ có biện pháp gì để tạ đông lai vĩnh viên ở lại chỗ này hay không không lâu sau đấu giá liền bắt đầu nếu là buổi đấu giá đương nhiên không thể chỉ bán một món đồ khối giới linh thạch kia chỉ là vật phẩm áp trục đặt ở cuối cùng bán ra, ngoài ra còn có rất nhiều thứ tốt, tỉ như các loại đan dược, thần thiết, thần khí, thậm chí công pháp phó khí cũng có. Cái này giá trị cũng không ít, có mấy thứ để lăng Hàn động tâm, nhưng tưởng tượng cái gì cũng không bằng tiên ma kiếm, liền nhịn xuống, ưu tiên tăng tiên ma kiếm lên tới cấp 6. Hắn cũng sắp đột phá trung cực vị, thần khí cùng cảnh giới bản thân giống nhau, vậy sử dụng mới càng thuận buồm xuôi gió. Hắn cung cấp đan dược cũng ở đây tiến hành đấu giá, nguồn tiêu thụ còn rất cao. Bởi vì hắn ở phẩm chất làm quá tốt, tương tự một viên đan dược nhưng có thể đưa đến 2 phần 10, 3 phần 10 thậm chí 5 phần 10 hiệu quả tăng phúc, tự nhiên được rất nhiều người truy phùng. Lăng Hàn nhẩm tính, chỉ là những đan dược này bán ra liền thay hắn ôm vào tiền lời khá phong phú, chỉ là so sánh với giới linh thạch, vậy liền kém quá nhiều quá nhiều. Bán đấu giá gần như tiến hành đến một nửa, thì khối giới linh thạch nhỏ trước tiên lấy ra tranh giá. Trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, khối giới linh thạch này bán ra 400 vạn chân nguyên thạch. Rất kinh người, bình thường mà nói, giới linh thạch nhỏ như vậy chỉ có thể bán khoảng 300 vạn. Nhưng phải chú ý, vật như giới linh thạch là có tiền cũng không mua được, bởi vậy chỉ cần vừa xuất hiện tranh cướp, vậy giá cao cũng sẽ không ngạc nhiên. Trải qua một phen lửa nóng, tất cả mọi người có thể đoán được khối giới linh thạch cuối cùng tất sẽ bán ra cái giá kinh người. Có người nói to bằng bàn tay, so với khối này lớn hơn chỉ ít gấp 10 lần. Lớn gấp 10 lần, cũng không chỉ quý giá gấp 10 lần đơn giản như vậy, trước đã nói giới linh thạch càng lớn, quy tắc thiên địa trong đó càng hoàn chỉnh, giá cả chỉ ít còn muốn vượt qua gấp 10 lần. 3 đến 4 ước, cái giá này lướt qua trong đầu mọi người, không ít người đều hít khí lạnh, giá tiền này cao đến thái quá. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm, cần thần thiết chính là lượng lớn, mà mua thần thiết lại cần đại lượng chân nguyên thạch, hắn hận không thể để khối giới linh thạch này bán trên 200 ức. Thời gian chậm rãi qua đi, bán đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc, rốt cục, khối giới linh thạch cỡ lớn lên sân khấu. Ngàn vạn, hai ngàn vạn, bảo vật này vừa xuất hiện liền lập tức gợi ra tranh giá kịch liệt, cũng không cần quạt lửa, giá cả liền xèo 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 lên cao. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hiện tại giá cả quá thấp, xa xa không có đạt đến giới hạn trong lòng mọi người. Giá cả một đường tăng vọt, sau khi đạt đến 200 triệu, người ra giá nhất thời thiếu mất một nửa, nhưng chỉ cần có hai người không buông tha, giá cả đương nhiên còn có thể tiếp tục leo lên. Lăng Hàn cực kỳ thỏa mãn, Giá trị hắn mong muốn chính là 200 triệu, hiện tại mỗi nhiều một chút xíu đều để hắn vui mừng khôn nguôi. Có điều đến cái giá này, người ra giá càng ngày càng ít, mỗi lần tăng giá phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, bởi vậy qua rất lâu sau đó, mới rốt cục đột phá 300 triệu. Cái này gần như chính là giá cuối cùng của khối giới linh thạch này. 310 triệu, trong một gian phòng, truyền ra thanh âm ngạo nhiên của Tạ Đông Lai. Vừa mới vượt qua 300 triệu, hắn liền trực tiếp bỏ thêm ngàn vạn, đây là muốn lấy khí thế ép người một lần bắt được. Tạ Đông Lai mặt đầy thách thức, những quỷ nghèo này, có tư cách tranh giành với hắn sao? Hắn là tạ gia thế tử, dòng dõi không ít, mà trước đó vài ngày hắn càng lĩnh binh xuất trinh, tóm lấy mấy cường phỉ, thu được của cải kinh người, sau khi bán thành tiền, trong tay hắn nắm giữ chân nguyên thạch tiếp cận 400 triệu. Thật giống như ông trời cũng đang giúp hắn, đến chiến trường hai giới vốn là vì mang tiện nhân đào hôn kia về, không nghĩ tới gặp phải một khối giới linh thạch to bằng bàn tay. Lấy thiên phú của hắn, nếu luyện hóa khối giới linh thạch này thì có 3 phần 10 xác suất bước vào Nhật Nguyệt cực cảnh, có 99% xác suất đột phá tinh thần cảnh. Đúng, cực cảnh so với đại cảnh giới còn khó tu hơn, có 3 phần 10 xác suất đã không tệ. Hắn nghĩ như vậy, có thể xung kích cực cảnh đương nhiên là xung kích cực cảnh, nhưng nếu một khối giới linh thạch lớn như vậy cũng không thể thành công, vậy hắn cũng tắt cái ý niệm này, nhắm vào tinh thần cảnh xung kích. Chương 1335, uy hiếp, dù sao, coi như ở Vân Đính Tinh, số lượng cường giả tinh thần cảnh cũng cực kỳ có hạn, bước vào cảnh giới này, liền thật có tư cách xưng một tiếng cường giả, tới chỗ nào cũng sẽ được tôn kính. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở điều kiện hắn có thể bắt giới linh thạch. Nhưng hắn có lòng tin, sắp tới 400 triệu chân nguyên thạch còn chưa đủ sao. 330 triệu, thanh âm của một cô gái lại vang lên, không cao, nhưng thanh thanh sở sở truyền tới trong tai của mỗi người. Tất cả mọi người kinh hãi, này là ai vậy, cũng quá giàu nứt đố đổ vách đi, một thêm chính là 20 triệu, so với tạ đông lai còn xa hoa hơn rất nhiều. Thân thể của Lăng Hàn cùng Kim Tuyên đều chấn động, đây là nữ nhân lúc trước đánh Kim Tuyên một bạt tai. Ở trong đấu giá lúc trước, nàng chưa từng ra tay, cho đến hiện tại mới lần thứ nhất mở miệng, hiển nhiên chính là hướng về phía khối giới linh thạch này mà đến. Mà quái lạ chính là, tuy thanh âm này rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn không có cách nào truy tra đầu nguồn, căn bản không nhận rõ là từ đâu truyền tới. 335 triệu Tạ Đông Lai hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ra giá. Trong lòng hắn khó chịu, tự nhủ vừa nãy hắn đột nhiên nâng giá, hẳn có thể kinh sợ mọi người mới đúng, sao lại chạy ra một người còn xa hoa hơn hắn? Một thêm chính là 20 triệu, 20 triệu a, không phải là 200 khối chân nguyên thạch. 350 triệu, cô gái kia từ tốn nói, có vẻ không để ý chút nào. 355 triệu, Tạ Đông Lai cắn răng nói, hắn mơ hồ phát lên một luồng cảm giác không rõ, chẳng lẽ phải thua? Đáng ghét a, à, nếu không có khối giới linh thạch này, hy vọng hắn đột phá cực cảnh hầu như là số 0, mà trở thành cường giả tinh thần cảnh cũng phải mấy ngàn đến hơn vạn năm sau. Không được, nhất định phải được, 370 triệu, nữ tử vẫn không có chút rung động nào, 390 triệu, tạ đông lai lớn tiếng kêu lên, giọng rất sảng khoái, nhưng đây là hết thảy tài sản trên người hắn, đối phương lại muốn tăng giá, hắn cũng chỉ có nhấc tay đầu hàng. Nhưng hắn nhất định muốn lấy được, bởi vậy, hắn lại bỏ thêm một câu các hạ ta chính là con cháu của tạ đại tướng quân kính xin xem ở mặt mũi của tạ đại tướng quân nhượng ta một lần ta tất có báo đáp đây là uy hiếp hiển nhiên người dám tranh giành cùng ta nữa chính là đối địch với tạ đại tướng quân chuyện cười tạ tiền cũng không có được ta để ở trong mắt người tính là thứ gì trong một tiếng hừ lạnh chỉ thấy một bàn tay như bạch ngọc xuất hiện quất tới tạ đông lai không được hai lão bộc thấy thế đều biến sắc dồn dập nhào lên muốn thay tạ đông lai hóa giải một chiêu này, nhưng bọn họ vẫn không có áp sát, một luồng khí thế đáng sợ cuốn qua, oành oành, hai người bọn họ liền bị đánh bay ra ngoài. Tạ đông lai kinh hãi đến biến sắc, nhưng căn bản không thể chống đỡ, đùng trên mặt của hắn trúng một trường, cả người bay ra ngoài, oành, từ lầu ba rơi xuống phòng đấu giá phía dưới. Người nào, dám quấy rối ở trong phòng đấu giá Kim Nguyên? Kim Minh tức giận quát, giết tới lầu ba, oành oành oành, một trận âm hưởng vang lên, nhưng một lát sau liền yên tĩnh lại tiếp theo liền nghe kim minh dùng thanh âm cung kính nói không có chuyện gì ha ha đại nhân chơi vui vẻ là được rồi cái này là từ lầu bốn truyền tới hắn lui ra phòng khách eo uốn cong trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống lầu bốn phòng khách chứ thiên cường giả hằng hà cảnh chẳng trách chẳng trách cô gái bí ẩn này dám ba hoa nói tạ tiền cũng không có được ta đặt ở trong mắt bởi vì nàng cũng là nhân vật cấp số này tạ đông lai cảm thấy oan muốn chết nếu ngươi là cường giả hằng hà cảnh tại sao không thoải mái lộ thân phận nếu như ta biết thanh âm của ngươi là từ lầu bốn truyền tới vậy đánh chết ta cũng không dám tranh luận với ngươi a nhưng hắn dám đi chất vấn đối phương sao cái thiệt thòi này hắn xem như ăn không hơn nữa còn phải hướng về đối phương nhận lỗi tại sao bởi vì hắn lại dám to gan uy hiếp một vị cường giả hằng hà cảnh a bán đấu giá tiếp tục kim minh tuyên bố nhìn cũng không có nhìn tạ đông lai một chút tiếp tục là tiếp tục nhưng trải qua sự kiện vừa nãy, tất cả mọi người sợ hãi không thôi, nào có người tăng giá cạnh tranh. Lại nói, cái giá này đã cao đến thái quá, cũng không có mấy người thêm nổi. Cô gái bí ẩn kia tăng giá đến 400 triệu, không còn người tranh cướp với nàng, thuận lợi mua bảo vật then chốt. Bán đấu giá kết thúc, người đấu giá thành công đều về phía sau giao tiền, hoàn thành giao dịch. Tuy Lăng Hàn không có mua gì, nhưng hắn là chủ bán lớn nhất lần này, bởi vậy, hắn tự nhiên phải đi hậu trường tính tiền. Bởi vì dính đến con số quá lớn, hơn nữa phải chờ cô gái bí ẩn kia thanh toán chân nguyên thạch cho hắn, bởi vậy hiện tại hắn chỉ có thể chờ, ngồi ở một bên nhìn. Một lát sau, một làn gió thơm truyền đến, tiếp theo liền thấy một nữ tử toàn thân khôi giáp đi tới, nàng nhìn qua đại khái ngoài 30, nhưng vẫn rất mỹ lệ, có phong vận đặc hữu của nữ nhân thành thục, loại gợi cảm kia là những tiểu cô nương chỉ có hít khói. Nàng không chỉ thành thục đầy đặn, còn có anh khí khiếp người, như một vị nữ chiến thần, chỉ là bộ khôi giáp này quá vừa vặn hoàn toàn vẽ ra cái mông vểnh cao của nàng độ cong đầy đặn như mật đào chín dục cực kỳ mê người mà sau lưng nàng là theo tạ đông lai như học sinh phạm lỗi cúi đầu tử nguyệt thần nữ nhìn thấy cô gái này không có một người dám nhìn nhiều thân thể mềm mại đầy đặn của nàng không ai không dồn dập nửa quỳ có vẻ cực kỳ kinh hoàng lúc này lăng hàn mới chợt hiểu chẳng trách nữ nhân này hung hăng như vậy hóa ra là tử nguyệt thần nữ đại danh đỉnh đỉnh thống soái của tử nguyệt quân đoàn buồn cười tạ Đông Lai lại còn dám cạnh tranh với đối phương, còn dám uy hiếp đối phương, thực sự là não phế đến cực điểm. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, tạ Đông Lai không khỏi xấu hổ. Trước hắn khoe khoang khoác lác muốn mua giới linh thạch, nhưng hiện tại thất bại thảm hại, hơn nữa bởi vậy còn đắc tội tử nguyệt thần nữ, phải cầu đối phương tha thứ, bằng không nếu như chuyện này truyền tới tạ ra, vậy hắn liền xong đời. Gia tộc là tuyệt đối sẽ không coi trọng một tộc nhân đắc tội cường giả hằng hà cảnh. Nhưng lại bị Lăng Hàn nhìn thấy, mất mặt, tử nguyệt thần nữ xuất hiện, mọi người tự nhiên đều lui lại, nhường chỗ cho vị cường giả này. Tạ Đông Lai nhìn chằm chằm lăng hàn, thầm nghĩ tuy hắn không có mua giới linh thạch, nhưng đối phương cũng không có. Hơn nữa, hắn thua một vị cường giả hàng hà cảnh, cái này cũng là chuyện đương nhiên. chương 1336, một cái ân tình. Tử nguyệt thần nữ giao tiền, Kim Minh liền tự mình đi tới chỗ lăng hàn, đưa tới một chiếc túi không gian nói. Hàn thiếu, đây là tiền bán đấu giá, tổng cộng là 306,584 vạn chân nguyên thạch. Phốc, Tạ Đông Lai lập tức phun ra ngoài, chờ chút, Lăng Hàn không phải là người mua mà là chủ bán. Hơn 3 tỷ, điều này có ý vị gì? Khối giới linh thạch cỡ lớn kia chính là Lăng Hàn bán, bằng không đâu thể nào được hơn 3 tỷ. Sắc mặt hắn kịch biến, chỉ cảm thấy thật giống như bị người đánh một tát, cực kỳ khó chịu. Hóa ra, vẫn chỉ là hắn tác quái mà thôi. Hắn tràn đầy tự tin nói muốn bắt giới linh thạch để đối phương mở mang kiến thức một chút, nhưng Lăng Hàn là chủ bán giới linh thạch. Hắn không ngừng ra giá, trên thực tế là đang làm áo cưới cho Lăng Hàn, vì thế, hắn còn đắc tội một vị cường giả hằng hà cảnh. Hắn thật là một mốc điểu ha, tạ Đông Lai không chút nào trách mình, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá đáng ghét, đối phương cái gì cũng rõ ràng, nhưng một mực cái gì cũng không nói, để hắn tự tìm lúng túng. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, hắn là hậu nhân của tạ Đại Tướng Quân, nắm giữ bối cảnh hằng hà cảnh, coi như đối phương là một vị đan sư cấp 8 thì đã làm sao, so với hắn, ngay cả tư cách sách giày cũng không có. Lăng Hàn cất túi không gian đi, cũng không kiểm lại một chút. Hàn thiếu không kiểm tra sao, Kim Minh cười nói, ta tin tưởng đại nhân, Lăng Hàn cũng cười nói, Kim Minh gật gù, tùy phòng đấu giá Kim Nguyên từ trước đến giờ lấy thành tín xương danh, chưa bao giờ có tiền lệ lừa dối khách hàng, nhưng gần 400 triệu chân nguyên thạch đó là của cải kinh người cỡ nào, ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng có thể vì đó động tâm, động chút tay chân cũng không kỳ quái. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng hắn như thế, để hắn không khỏi hài lòng, cảm thấy người trẻ tuổi này rất tốt. Người chính là luyện đan sư kia, tử nguyệt thần nữ đột nhiên mở miệng hỏi Lăng Hàn, tại hạ đúng là đan sư, Lăng Hàn gật gù, có người nói ngươi đã là cấp 8, tử nguyệt thần nữ lại hỏi, vâng, Lăng Hàn không nói nhảm, ở trước mặt cường giả như vậy thì đừng bao giờ nói dối mới tốt. Tử nguyệt thần nữ lộ ra vẻ tán thưởng nói số tuổi thật của ngươi hẳn chưa tới 50, không chỉ ở võ đạo bước vào nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị đỉnh cao, ở trên đan đạo cũng đạt đến cấp 8, cái thành tựu này phỏng chừng có thể khinh thường toàn bộ thần giới. Cái gì, Kim Minh cùng tạ Đông Lai đều kinh hãi đến biến sắc, phản ứng đầu tiên chính là tử nguyệt thần nữ nhìn lầm, làm sao có khả năng có thiên tài võ đạo cùng đan đạo đại sư trẻ tuổi như thế. Không quá 50, không thể tưởng tượng, hoàn toàn không thể tưởng tượng, nhưng một vị cường giả hằng hà cảnh sẽ trông nhầm sao. Trong lòng Lăng Hàn dùng mình, cường giả dù sao cũng là cường giả, hắn trẻ tuổi, cái này ai cũng biết, nhưng nhật nguyệt cảnh nhìn hắn chỉ có thể đoán ở ngàn tuổi trở xuống, tinh thần cảnh chỉ có thể làm ra kết luận trăm tuổi trở xuống. Nhưng đối phương tiến một bước hạn chế đến dưới 50 tuổi, đừng nhìn chỉ kém 50 năm, nhưng nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị nắm giữ tuổi thọ cao tới trăm vạn năm, có thể làm ra phán đoán chính xác như thế, cái nhãn lực này thực đáng sợ. Cứ theo đà này, nói không chắc người có thể ở trong vòng ngàn năm thẳng tiến đan sư cấp 15, đến lúc đó, ngay cả ta cũng phải xin ngươi luyện đan. Tử Nguyệt Thần Nữ nói, đan sư cấp 15, Lăng Hàn ở trong lòng suy tính, Tử Nguyệt Thần Nữ hẳn là hằng hà cảnh đại cực vị, cho nên mới phải cần thần đan cấp 15. Đại nhân khích lệ, có điều, nếu như tại hạ đạt đến cấp 15, nguyện vô điều kiện luyện đan cho đại nhân. Lăng Hàn nói, ồ, Tử Nguyệt Thần Nữ kinh ngạc, luyện đan vô điều kiện, cái này là một hứa hẹn không nhỏ. Đan sư đẳng cấp càng cao, Vậy muốn nhờ ra tay luyện đan phải trả giá càng cao, đặc biệt từ cấp 9 bắt đầu, luyện một lần đan thời gian càng ngày càng dài, từ mấy tháng đến mấy năm không giống nhau. Như thần đan cấp 15, luyện một lần cần khoảng 10 năm. Tương đương lãng phí 10 năm sinh mệnh, 10 năm tuổi thọ của một vị đan sư cấp 15, cái này giá trị bao nhiêu? Bởi vậy muốn xin một vị đan sư cấp cao ra tay, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng Lăng Hàn lại còn nói luyện đan vô điều kiện, đây cũng quá hùng hồn. Lăng Hàn lại nói đại nhân có phải kỳ quái hay không kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản ta có một vị hồng nhan chi kỳ đang ở trong tử nguyệt quân của đại nhân ta cũng chỉ là muốn nhờ đại nhân trông nom một chút mới sẽ rộng rãi như vậy tử nguyệt thần nữ không khỏi cười to lăng hàn ăn ngay nói thật như thế nói ra tư tâm ngược lại tranh thủ được nàng hảo cảm cho rằng người đàn ông này chân thành càng mấu chốt chính là chịu vì nữ nhân của mình trả giá người trẻ tuổi đi theo ta nàng nói vâng đại nhân hai người rời đi Tạ Đông Lai muốn theo, lại bị tử nguyệt thần nữ tiện tay vung lên, vèo, không biết bị vứt tới nơi nào rồi. Thiếu chủ, hai lão bộc vội vã đuổi theo điểm đen nhỏ kia, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ tạ Đông Lai. Tử nguyệt thần nữ rất có hứng thú với Lăng Hàn, hỏi hắn chuyện của thiên phượng thần nữ, cũng rõ ràng ân oán của hắn và tạ Đông Lai, không khỏi nói. Liên để tiểu tình nhân của người tạm thời ở trong quân của ta đi, ngay cả tạ tiền đến thì đã có sao, ta không sợ hắn. Câu nói này, nàng nói rất khí phách, hào hùng vạn trường. Đa tạ đại nhân, Lăng Hàn thành tâm nói, trước khi rời Vân Đính Tinh, thiên phượng thần nữ ở trong tử Nguyệt Quân hẳn là an toàn nhất, chờ hắn giải quyết ngô tông xong, vậy bọn họ liền cùng một chỗ quay lại Đại Lăng Triều, quản ngươi tạ tiền hay tạ hậu. Cái lệnh bài này ngươi cầm, cho phép ngươi mỗi tháng có thể tiến vào tử Nguyệt Quân một lần, gặp tiểu tình nhân của mình. Tử Nguyệt thần nữ ném ra một tấm thiết bài cho Lăng Hàn. Lăng Hàn đại hỉ, đừng nhìn một tháng mới có thể gặp một lần, nhưng nơi đóng quân của tử nguyệt quân là xưa nay không hoan nghênh nam nhân, đây thực sự là phá một tiền lệ. Tử nguyệt thần nữ vung tay lên, thân hình phá không, trong nháy mắt liền biến mất. Tinh thần cảnh liền có thể phi hành, tốc độ của hàng hà cảnh tự nhiên càng thêm kinh người. Lang Hàn thu hồi lệnh bài, không khỏi lộ ra nụ cười, nếu như nhìn thấy hắn ngông nghênh tiến vào quân doanh, thiên phượng thần nữ lại sẽ kinh ngạc thành cái dáng dấp gì. mươi 1337, vô diện, có điều, hiện tại có tiền, đương nhiên phải trắng trợn mua thần thiết, mặt khác, hắn cũng phải bế quan tích lũy cảm mộ, xung kích chung cực vị. Hắn lần thứ hai trở lại phòng đấu giá, nhờ đối phương thay thu mua thần thiết cấp 5 trở lên. Bản thân Lăng Hàn là đan sư cấp 8, lại thêm từ nguyệt thần nữ tựa hồ cũng khá coi trọng, tự nhiên để Kim Minh càng thêm đánh giá cao Lăng Hàn, vui vẻ gật đầu đáp ứng, thậm chí không có dự định thu phí dụng của Lăng Hàn. Kết giao bằng hữu A, hắn là nói như vậy, nhiều một bằng hữu đương nhiên không có chỗ xấu, Lăng Hàn tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận ý tốt của đối phương, hắn trước tiên đi gặp thiên phượng thần nữ, sau đó bế quan. Thời gian 2 tháng liền qua, Lăng Hàn hoàn thành thích lũy cảnh giới, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, trợ giúp này quá to lớn. Hắn có thể xung kích chung cực vị, nhưng không có lập tức bắt đầu, mà trước tiên đi tới phòng đấu giá một chuyến. Kim Minh thay hắn thu mua lượng lớn thần thiết, sau khi lấy sạch, Lăng Hàn cũng từ cự phú biến thành tiểu phú, gần 400 triệu chân nguyên thạch lại hoa đến chỉ còn dư lại hơn 30 vạn. Có điều, thu mua đến thần thiết cấp 5 cũng gần như có thể để tiên ma kiếm lên cấp. Hắn để tiên ma kiếm không ngừng nuốt chừng thần thiết, nửa ngày sau, thần thiết cấp 5 chỉ còn dư lại chừng 10 cân, mà tiên ma kiếm cũng đạt đến trạng thái bão hòa, chỉ cần lại ăn một khối nhỏ thần thiết, liền có thể hoàn thành biến chất từ cấp 5 đến cấp 6. Lăng Hàn không vội bước ra bước đi này, mà mình bắt đầu xung kích chung cực vị. Hắn muốn ở thời điểm độ kiếp để tiên ma kiếm hoàn thành biến chất, cùng một chỗ trải qua thiên kiếp, từ đó để uy năng của tiên ma kiếm càng mạnh hơn. Dưới luân hồi thuộc tìm hiểu, năm tháng như thoi đưa. Một tháng trôi qua, Lăng Hàn cũng đã ngộ đạo 30 năm, thân hình hắn lóe lên rời đi hắc tháp, ầm ầm ầm, giữa bầu trời lập tức có mây đen đan dày, hình thành lôi vân cuồn cuộn. Quái lạ chính là, lần này trong lôi vân không chỉ chớp giật trắng lóa, lại còn có màu đen. Nơi này là chiến trường hai giới, vừa là thần giới vừa là minh giới, vì lẽ đó thiên kiếp này cũng đồng thời gồm cả đặc tính của hai giới. Lang Hàn đã sớm rời Lang Nha Thành, ngược lại ở trong hắc tháp tìm hiểu, căn bản không cần lo lắng bị người quấy rối, mà có cảm ngộ liền chạy ra độ thiên kiếp, không cần lo lắng tai vạ tới người khác. Trong lôi vân cuồn cuộn, chấp giật đáng sợ đan dệt, hóa thành tia điện còn lớn hơn núi cao, đột nhiên bổ xuống hắn. Soảng, thiên địa tức giận, tu luyện chính là đoạt thiên địa tạo hóa, thiên địa bất dung, vì lẽ đó sẽ hạ xuống hạo kiếp, để nguồn lực lượng này quay lại thiên địa. Lăng Hàn căn bản không đáng kể, thể phách của hắn mạnh hơn cảnh giới một đoạn dài, mặc cho thiên kiếp đánh cũng không có chuyện gì. Nhưng vì rèn luyện thể phách, hắn vẫn chủ động đổ nát thần cốt, ở dưới thiên kiếp tiến lên cao hơn. Tiên ma kiếm cũng nuốt chừng một khối thần thiết cuối cùng, hoàn thành bản chất bay vọt, tương tự rèn luyện ở dưới thiên kiếp. Thân kiếm có từng tia gì sắt chảy ra, mà bản thân thì trở nên càng sáng loáng, như một vũng thu thủy, tỏa ra thần uy trí cao trí cường. Đây là tiên kiếm, Lăng Hàn thể ngộ lực lượng của Thiên Kiếp, hiện tại uy lực tăng lên, để hắn có thể dò mó càng nhiều quy tắc thiên địa, vận chuyển thuần thục hơn. Nửa ngày sau, Thiên Kiếp tiêu tan, Lăng Hàn chưa hết thòm thèm, hắn vẫn không có tìm hiểu đủ a. À. Không có chuyện gì, sau này lại lợi dụng Thiên Kiếp, đã đến cấp bậc này, vì lẽ đó không cần phải gấp gáp, một lần tìm hiểu không đủ vậy thì hai lần, hai lần không đủ liền ba lần, luôn có thời điểm viên mãn. Tiên Ma kiếm rung động nhẹ nhẹ, vòng quanh thân thể của Lăng Hàn bắn ra hàn quang đáng sợ. Bản thân Lăng Hàn nắm giữ sức phòng ngự, sức hồi phục trí cường, mà tiên ma kiếm thì ở phương diện công kích đạt đến cực hạn. Nếu như dùng tiên ma kiếm công kích hắn, vậy phòng ngự của hắn càng sâu, hay tiên ma kiếm càng lợi hại. Lăng Hàn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, sau đó cảm giác thuần túy là tìm ngược, cái này lại có gì đáng nghĩ tới. Hảo kiếm, một tiếng than thở từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy đó là một bạch y nhân, trên mặt che vải trắng, thậm chí ngay cả tóc cũng bọc vào, căn bản không có lộ ra con mắt, lỗ mũi, miệng, có vẻ cực kỳ quái dị. Mà toàn thân hắn áo trắng cũng vô cùng rộng rãi, bởi vậy không cách nào từ trên hình thể phán đoán hắn đến cùng là nam hay nữ. Thậm chí, tiếng nói của hắn cũng vô cùng trung tính, có thể nói là nam nhân có chút nữ tính, cũng có thể nói là nữ nhân khá anh khí. Hắn chân sau độc lập, trên đùi bầy một cây đàn, tay trái nhẹ nhàng gảy, nhất thời phát ra tiếng đàn như nước chảy, như linh tuyền qua ke, vô cùng dễ nghe người này thật mạnh, Lang Hàn thầm nói. hắn không nhìn ra cảnh giới cụ thể của người này, nhưng có một loại trực giác đối phương rất mạnh. Cách thiên kiêu hội của hai giới càng ngày càng gần, các đường thiên kiêu như nấm mọc sau mưa. Lang Hàn khẽ mỉm cười nói: đúng là hào kiếm, có thể bỏ đi yêu thích hay không? Bạch Y Nhân hỏi. Thật không tiện, hàng không bán. Lang Hàn lắc đầu. Bạch Y Nhân gảy nhẹ, ong ong ong, tiếng đàn len keng, hắn dừng một chút nói: vậy chúng ta đánh cuộc ta thắng ngươi liền bán thanh kiếm này cho ta lang hàn cười ha ha nói không có hứng thú vậy luận bàn một chút được không bạch hy nhân lại nói xem ra là không muốn bỏ qua lang hàn cũng chiến ý như ca hắn thu hồi tiên ma kiếm nói được bạch hy nhân không khỏi gấp nói sao ngươi thu hồi thanh kiếm kia rồi thời điểm nên dùng ta đương nhiên sẽ dùng lang hàn cười nói các hạ xưng hô như thế nào bạch hy nhân do dự một chút mới nói vô diện vô diện, che mặt liền gọi vô diện, vậy hắn có phải là nên gọi vô thân hay không? Tại hạ lăng hàn, lăng hàn ngưng nắm đấm, phòng ngự của hắn cùng cấp vô địch, bởi vậy, hắn rất thích dùng nắm đấm, cảm giác đánh ngã đối phương rất thoải mái. Tiếp chiêu, vô diện đẩy dây đàn, vù, một đạo sóng âm thực hóa, hình thành một thanh lợi kiếm, chém về phía lăng hàn. Lăng hàn không khỏi lộ ra kinh sợ, đạo công kích này cực kỳ ác liệt, để hắn phát lên cảm giác một ngạt không thể chống đối đây cũng không phải khí thế của đối phương, mà là công kích này xác thực đáng sợ như thế. Đối phương là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, không không không, lăng hàn vội triển khai trích tinh bộ né tránh, đại viên mãn cũng không có lợi hại như vậy, hắn lại không phải không có chiến qua đối thủ như vậy. chương 1338, vừa gặp mà đã như quen. Cực cảnh, đúng, đối phương hẳn là tu gia nhật nguyệt cực cảnh, mới có khả năng nắm giữ thực lực khủng bố như thế. Phải biết, tuy lăng hàn bước vào chung cực vị, nhưng sức chiến đấu thực tế là đại cực vị hậu kỳ, ngay cả đại viên mãn cũng không có chạm đến. Nhưng đối phương tu ra cực cảnh, cái này bất kể là cảnh giới hay sức chiến đấu, tranh lệch lại lớn bao nhiêu. Quả thực lên trời xuống đất, há, đúng rồi, người chỉ là trung cực vị sơ kỳ. Vô diện gật đầu, tựa hồ vừa mới ý thức tới. Ta áp chế tu vi một chút, cùng ngươi đánh đồng cấp. Quả nhiên, khí tức trên người hắn lập tức ngã xuống, nhưng chỉ rơi xuống tới trung cực vị trung kỳ, bởi vì hắn chỉ có thể tự phong một vòng nhật nguyệt hoàn chỉnh. Mặc dù vô diện làm người vẫn tính công đạo, nhưng công đạo không phải là để cho mình chịu thiệt, bởi vậy, ở trong lựa chọn đến gần tu vi của Lăng Hàn, hắn tự nhiên chọn mạnh hơn Lăng Hàn một tiểu cảnh giới nhỏ. Thiên hạ không có công bằng tuyệt đối, cái này đã là kết quả lý tưởng nhất rồi. Vù, vô diện lần thứ hai kích thích dây đàn, vù, một đạo sóng âm hóa hình, chém qua Lăng Hàn. Lần này, Lăng Hàn không có trốn, mà ngưng nắm đấm đón nhận. Oanh, sóng âm hóa kiếm bị lăng hàn đập tan hắn hét dài một tiếng giết tới vô diện vô diện kích thích dây đàn càng gấp ong 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 thanh âm vang vọng từng đạo sóng âm đánh ra hóa thành vô số binh khí công tới lăng hàn đầy trời hầu như tất cả đều là binh khí tối om hàn quang đan dệt uy nghiêm đáng sợ nhưng lăng hàn không sợ hắn lại vượt một cảnh giới nhỏ thể phách cũng nhảy vọt đến thần thiết cấp 7, coi như ngạnh kháng công kích của đại viên mãn cũng nhiều nhất chỉ phun hai ngụm máu đối phương áp chế tu vi chỉ là trung cực vị trung kỳ, coi như nắm giữ sức chiến đấu vượt qua lục tinh, nhưng muốn oanh tổn thương thể phách của hắn là khó khăn càng thêm khó khăn. Oanh oanh oanh, hắn một đường đánh tung, đánh nát sóng âm kéo tới, cách vô diện càng ngày càng gần. Vô diện tựa hồ hơi kinh ngạc, đánh nhau cùng cấp, thực lực của đối thủ lại mạnh như thế. Nhưng đối thủ mạnh mẽ như vậy cũng bắt đầu kích thích chiến ý của hắn, hai tay hắn múa gấp, càng nhiều sóng âm đánh ra, lần này không phải đao kiếm phủ thương, mà ngưng tụ thành một hình người to lớn. Đây là một người khổng lồ cao có tới 10 trượng, toàn thân mặc khôi giáp, trong tay nắm một lưới búa khổng lồ, nhưng nhìn kỹ, đây là một tử thi đã sớm hóa thành xương khô, trong hốc mắt thiêu đốt quỷ hỏa, tỏa ra sát ý lạnh âm u. Bộ xương khổng lồ vừa xuất hiện, lập tức phung phủ giết tới Lăng Hàn, lưới búa trong tay giơ lên thật cao, chiến giáp trên người phát quang, hình thành từng đạo thần văn, vô cùng chân thật. Rõ ràng chỉ là sóng âm hóa hình, tại sao lại có cảm giác chân thực như vậy? Lăng Hàn không sợ, vung quyền đón nhận, oanh, hắn đánh lên lưới búa của khô lâu cự nhân nhất thời có sóng trùng kích đáng sợ chấn động ra nghiền nát đại địa bốn phía tạo thành phá hoại lớn có điều nơi này vốn là đại địa hoang vu tạo thành phá hoại to lớn hơn nữa cũng không đáng kể kinh người chính là khô lâu này chặn được công kích của lăng hàn điều này làm cho lăng hàn không nghĩ tới rõ ràng chỉ là sóng âm diễn hóa tại sao có thể có uy năng mạnh mẽ như vậy vương giả dù sao cũng là vương giả thủ đoạn kinh người lăng hàn cười ha ha vung quyền liên kích từng đạo thần văn tỏa ra ở trên quả đấm cánh tay của hắn sức chiến đấu nhất thời tăng lên một cấp bậc sau mấy quyền bộ xương này bị hắn đập nát nhưng vô diện chỉ gảy dây đàn mấy lần lại có một khô lâu cự nhân hình thành giết tới hắn cái này vẫn chưa xong lang hàn lắc đầu không thể bị động chịu đòn như thế hắn triển khai trích tinh bộ tốc độ như bay bỏ qua bộ xương kia đánh thẳng tới vô diện hả vô diện khẽ hồ lên một tiếng Tựa hồ không ngờ tốc độ của Lăng Hàn sẽ nhanh như thế, nhưng hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, trở tay vút qua, từ trong cầm rút ra một thanh kiếm nhỏ, đâm tới Lăng Hàn. Trong cầm giấu kiếm, giết một cái xuất kỳ bất ý. Lăng Hàn đã không kịp biến chiêu, lúc này vận khí, thổi ra một hơi. Hô, thân hình của hắn nhất thời tung bay về phía sau, như một chiếc lá. Xoạt, một kiếm cắt tới, dán vào mũi của Lăng Hàn mà qua, chỉ cần đi lên trước một chút xíu, mũi của Lăng Hàn liền bị cắt, dù cho không có gọt xuống cũng sẽ chảy máu mà ở phía sau lăng hàn bộ xương kia đã giết tới một búa chém qua bổ về phía phía sau lưng của lăng hàn vô diện đương nhiên sẽ không khách khí từ chính diện triển khai tiến công cho lăng hàn đủ áp lực oanh, oanh 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 hắn cùng khô lâu cự nhân một trước một sau quay về lăng hàn triển khai cuồng oanh loạn tạc quả nhiên lợi hại lăng hàn thầm cảm khái nói đánh nhau cùng cấp hắn vẫn là lần đầu bị bức chật vật như vậy có điều mặc dù nói là đánh nhau cùng cấp nhưng trên thực tế đối phương cao hơn một tiểu cảnh giới nhỏ hơn nữa vô diện áp chế chỉ là lực lượng vận dụng quy tắc thiên địa vẫn là ở cực cảnh tranh lệch này đương nhiên là có hơn nữa còn rất lớn nhưng trên đời há có công bình chân chính đánh một trận ai bảo tu vi của ngươi không tới người ta có lý do nhân nhượng ngươi sao có thể áp chế cảnh giới chiến một trận đã là rất rộng lượng lang hàn tự nhiên cũng sẽ không oán giận nếu đối phương vận dụng binh khí hắn cũng không khách khí nữa Hét dài một tiếng, tiên ma kiếm ra. Nhất thời, sát khí trùng thiên, tiên ma kiếm tăng lên một cấp bậc, bước vào thần khí cấp 6, uy lực tự nhiên lên một tầng, từng tia thiên uy lưu chuyển, làm cho người run rẩy. Hắn vung kiếm chém, phốc, bộ xương kia nhất thời bị cắt thành hai mảnh, kiếm uy lưu chuyển, hai mảnh thân thể lại đột nhiên bạo nát, hoàn toàn không phải đối thủ. Hảo kiếm, vô diện còn không quên than thở một tiếng, một bên vung kiếm chém tới. Keng, hai kiếm va chạm, thần quang chói mắt. Kiếm của vô diện dĩ nhiên là thần khí cấp 8, nhưng hoàn toàn áp chế không được tiên ma kiếm, chỉ là thanh kiếm này do hắn ôn dưỡng ra, cùng võ đạo của vô diện một mạch kế thừa, lại thêm ưu thế trên đẳng cấp, uy lực cũng không kém gì tiên ma kiếm, chỉ là không cách nào chiếm được thượng phong. Thần kiếm cấp 6 nhưng có thể sánh ngang cấp 8, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, chẳng trách vô diện động tâm. Âm, um, âm, um, âm, um, vô diện tuyệt đối là vương giả trẻ tuổi mạnh nhất đương đại, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ chương 1339, truy binh đến. Hắn nắm giữ quy tắc thiên địa cao hơn Lăng Hàn, mà Lăng Hàn thì thắng ở thể phách mạnh mẽ, sức khôi phục cũng đồng dạng biến thái, bởi vậy, bọn họ một cái công kích mạnh hơn, một cái phòng ngự trâu hơn, đánh cho khó phân thắng bại. Có điều, nếu vẫn tiếp tục đánh như thế, có thể nói, thắng cuối cùng nhất định là Lăng Hàn. Bởi vì phòng ngự của hắn là bị động, trước sau tồn tại, nhưng vô diện chỉ cần sơ sẩy một cái, bị Lăng Hàn bắn trúng, vậy bị thương là chặt chẽ vững vàng không có một chút xíu chiết khấu ha 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 trong một tiếng cười dài vô diện chủ động ngưng chiến nói đánh nhau cùng cấp ta không thắng được ngươi ta cũng không thắng được ngươi lang hàn cũng nói nếu như chân chính cùng cấp ngươi không hẳn thắng không được ta dù sao ta chỉ có thể áp chế lực lượng nắm giữ quy tắc cao hơn ngươi vô diện ăn ngay nói thật có vẻ minh bạch rõ ràng có điều hắn dừng một chút đó chỉ là luận bàn sinh tử giao chiến chân chính hưu chết vào tay ai lại không nhất định. Lăng Hàn gật đầu, thiên tài như bọn họ há có thể không có lá bài tẩy. Như hắn có thiên uy còn chưa dùng tới, dù cho thật bị trọng thương, còn có bất diệt chân dịch có thể khôi phục, thậm chí có một phần trăm sát xuất dục hỏa trùng sinh. Đương nhiên, châu bò nhất vẫn là hắc tháp, cùng lắm ta trốn vào, ngay cả thánh nhân đến cũng không có biện pháp. Hai người rất có cảm giác như đã quen thân, liền ngồi xuống uống trà luận đạo. Tuy cảnh giới của vô diện cao hơn, nhưng tư duy của lăng hàn thiên mã hành không cho hắn dẫn dắt rất lớn mà lăng hàn cũng giống như vậy nguyên nhân quá đơn giản cảnh giới của đối phương cao hơn a à. hai người càng nói càng đầu cơ thao thao bất tuyệt kéo dài ba ngày nhưng đều ý còn chưa tuyệt chỉ cảm thấy còn có thể nói bảy tám ngày nữa kha kha rốt cục để bản thiếu tìm ra ngươi một âm thanh tràn ngập thù hận vang lên chỉ thấy tạ đông lai đột nhiên xông ra phía sau theo hai lão bộc còn một bác gái trung niên khác chu lệ vân trong ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi lướt qua một đạo sát khí. Nữ nhân này thực vì tư lợi, mình tìm yêu thất bại, liền đẩy người khác vào hố lửa, chưa từng thấy nữ nhân nào buồn nôn hơn nàng. Hơn nữa, nàng đó là yêu sao? Rõ ràng chỉ là vừa ý thân phận đan sư cấp 8, tuy nàng vẫn cho rằng Lăng Hàn chỉ là đan sư cấp 4 cấp 5 mà thôi. Lăng Hàn rất ít lộ sát cơ với một người xa lạ, nhưng nữ nhân này lại làm được, cũng coi như không đơn giản a. À. Tạ Đông Lai cười gần, gật gù nói với Chu Lệ Vân: Tên này quả nhiên ở đây, Chu Lệ Vân vội vã dâng nụ cười nịnh nọt, ta thấy người này gặp gỡ tiện nhân kia, trở về Lan Nha Thành, liền nhiều mặt tìm hiểu, mới biết người này đến phương hướng này, cuối cùng cũng coi như không phụ lòng Tạ thiếu giao phó. Kỳ thực bọn họ đã ở trong chiến trường hai giới tìm kiếm rất lâu, nhưng trước đó Lăng Hàn vẫn ở trong Hắc Tháp Bế Quan, bọn họ lại làm sao có khả năng tìm được. Nếu không phải Tạ Đông Lai này lòng dạ chật hẹp, kìm nén một hơi muốn báo thù Lăng Hàn, người bình thường đã sớm từ bỏ. Ở đây tìm người, dù cho có một phương hướng đại khái, vậy cũng là mò kim đáy biển. Lăng Hàn, hóa ra người chính là nhân tình của tiễn nhân kia, chẳng trách ta cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Tạ Đông Lai lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí, hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao Lăng Hàn vẫn đối phó hắn, hóa ra là bởi vì thiên phượng nữ. Chỉ là, châu chấu đá xe, coi như đan sư cấp 8 thì đã làm sao, hắn ở đây giết người diệt khẩu, ai sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Lùi một bước mà nói, coi như hoài nghi thì đã làm sao, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, ai dám làm gì hậu nhân của một vị hằng hà cảnh? Lang Hàn nhìn về phía Vô Diện nói, "Vô Diện huynh, có thể thay ta ngăn trở ba nam nhân kia hay không? Ta muốn làm thịt người phụ nữ kia." Vô Diện cũng không có hỏi cái gì, mà nói, "Ngươi xác định có thể chiến thắng người phụ nữ kia? Tuy rằng thực lực của nàng không ra sao, nhưng cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều." Hắn có thể rõ ràng phán đoán được sức chiến đấu của Lăng Hàn vẫn không có đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin nói, xác định, tốt lắm, ba người này giao cho ta, vô diện gật gù, có vẻ rất không đáng kể, cái này rất bình thường, hắn là nhật nguyệt cực cảnh, thậm chí tu đến đỉnh cao cũng có khả năng, mà ba người tạ đông lai chỉ là đại viên mãn, đối mặt cường giả cực cảnh, bọn họ tựa như đối đầu tinh thần cảnh, ưu thế về số lượng căn bản không phát huy được tác dụng. Chỉ ít ba cái là còn thiếu rất nhiều, khả năng phải 10 cái, trăm cái, ngàn cái, cụ thể phải xem trình độ cực cảnh của vô diện, đến cùng là đạt đến tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay đỉnh cao. Lăng Hàn rất yên tâm, nhanh chân đi đến chỗ Chu Lệ Vân, hắn muốn làm thịt mối họa này trước, bằng không có một con rắn độc như thế ở bên người Thiên Phượng thần nữ, hắn không yên lòng. Các người cũng thực là quá ngông cuồng, Tạ Đông Lai tự nhiên nghe được hai người Lăng Hàn trò chuyện, hắn suýt chút nữa tức điên, chỉ là hai tiểu nhân vật chung cực vị mà thôi một cái nói khoác không biết ngượng muốn kiềm chế ba người bọn họ một cái khác thì muốn làm thịt chu lệ vân tự tin từ đâu tới không thổi sẽ chết sao hắn nhìn khí tức trên người vô diện cùng lăng hàn tản mát ra đều chỉ là nhật nguyệt cảnh chung cực vị tự nhiên mười ngàn cái xem thường hí nhưng cái ý niệm này ở trong đầu của hắn lóe lên tạ đông lai liền hít vào một ngụm khí lạnh vừa mới qua bao lâu lăng hàn lại bước qua một nấc thang lẽ nào hắn đã ở tiểu cực vị đỉnh cao dừng lại rất dài vừa vặn ở thời gian này thu được đột phá. Đây là hắn có thể tiếp thu, bằng không tiểu tử này không phải siêu cấp yêu nghiệt sao. Cần phải biết rằng, tử nguyệt thần nữ đã nói, số tuổi thật sự của Lăng Hàn không vượt qua 50, đây chính là phán đoán của một vị cường giả hàng hà cảnh, ai dám không tin. Nhật nguyệt cảnh trung cực vị 50 tuổi, tạ đông lai không khỏi sát khí rực cháy, tên tình địch này tuyệt đối không thể lưu, quá con mẹ nó biến thái. Giết, hắn nhẹ giọng nói, tự nhiên không cần hắn tự mình động thủ, hai tên lão bộc sẽ thay hắn giải quyết vâng thiếu chủ hai lão bộc dồn dập đi lên phía trước ha ha ta bồi các ngươi vui đùa một chút vô diện cũng đồng dạng đi lên